Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt cành trên cao thôi nhé. Đấy, các bác lên xem là kéo cành trên cao. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi, và cái giá thì khá là tốt cho các bác luôn. Chỉ có 130.000 cho một chiếc như này, 130.000 cho một cái chiếc kéo cành trên cao như này nhá. Đó. Con này thì ở đây nó sẽ có gồm cho bác là một kéo này, một cưa, một kéo và một cưa. Đây, cái đầu lưỡi kéo của nó đây. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đầu cắt của nó thì thép SK5 không gì, cực kỳ sắc bén, có quai như này, về nhà các bác chỉ lắp vào là xong. Rất dễ dàng. Giá chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là kéo cành trên cao nhá, kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao. Trên cao, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 đây em sẽ có video thực tế luôn. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Kéo cắt cành trên cao. Lưu ý các bác là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, cho nên các bác cứ mua đủ cho em 200.000 là ok. Đây các bác này. Đấy. Lắp đặt thì rất là đơn giản thôi, các bác chỉ cần là cho em một cái xào vào. Đấy, sau đó thì mình vặn ốc vào cho em là xong. Đấy. Khi mình sử dụng mình cắt thì nó rất là đơn giản này. Cành to, cành nhỏ, cành lớn, cành bé này, cắt được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình cưa cũng được. Đấy. Những cành nào to mà các bác muốn cưa đi thì mình dùng dựa cưa. Đấy, không cắt được thì mình cưa, mà không cưa được thì mình cắt. Rất đơn giản vậy thôi. Giá thì chỉ có 130.000 thôi nhá. 130.000 cho con kéo cành trên cao như này con này. Rất tiện dụng luôn. Đó, các bác thấy không? Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo hộp đỏ nhá. Lên xem là kéo hộp đỏ. Giá thì sẽ là 150.000 cho con kéo hộp đỏ như này. Dòng này nó sẽ là dòng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Đấy. Dòng này bên em bán thì nó sẽ là thuộc cái dòng phân khúc cao cấp nhá, phân khúc cao cấp cho các bác luôn. Hàng made in Japan này. Đó, chữ triện của Nhật đây, made in Japan. Hàng này thì nó sẽ là thuộc dòng phân khúc cao cấp nhá, made in Japan này. Đó. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn, các bác có thể dùng để mình cắt cây, cắt cành này. Cắt cây, tỉa cành, tỉa răm, rồi nói chung là cắt cây rất là ngon. Đấy. Đây, hàng thép hết này, thép liền thân này, ốp gỗ cực đẹp cho các bác luôn. Đó. Rất chất lượng và xịn sò nhá, made in Japan này, nó tem đồng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn, giá thì cực kỳ tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ, giá thì chỉ có 150.000 cho một con kéo hộp đỏ như này thôi. Đấy, giá rất tốt cho bác luôn. 150.000 cho một con kéo hộp đỏ như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ nhá. Giá sẽ là 150k. Kéo hộp đỏ này. Hộp đỏ giá sẽ là 150k trên một em nhá. 150.000 cho em kéo hộp đỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nhá. Hàng thì được làm từ sợi than tre hoạt tính, xuất xứ từ Hàn Quốc nhá. Đấy. Có đầy đủ màu sắc cho các bác luôn. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, đủ màu cho các bác. Đấy, đủ màu cho các bác sử dụng trong cả nhà luôn. Đó, được làm từ sợi than tre hoạt tính, rất là tốt nhá, kháng khuẩn coi nhá. Đấy, kháng khuẩn cho bác, chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đấy, và cái sợi than tre này thì nó rất là tốt này. Hàng này thì nó sẽ là được sản xuất ở Hàn Quốc và xuất sang Việt Nam mình, nó bán trong hệ thống siêu thị là 36.000. đây Korea, đây Korea. Đó, nó xuất sang Việt Nam mình nó bán 36.000, nhưng mà riêng hôm nay bên shop tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá của nó sẽ là bên em bán theo combo nhé, bán theo combo. Đấy, mua 4 cái là bằng 20k này, 10 cái sẽ là bằng 40k, và một hộp này là 30 cái thì sẽ là 110.000 nhé, 110.000. đó, 4 cái 20.000 là bán thấp nhất là 4 chiếc. Đấy, 10 cái 40.000 và 30 cái là 110.000 các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em là bộ 5 đĩa tròn nhé, bộ 5 đĩa tròn. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái đĩa nhé. Đấy, 5 cái đĩa. Đây, nó sẽ là 5 cái đĩa như này. Và kích thước của nó thì nó cũng rất là đa dạng luôn. Con to nhất này của nó thì nó sẽ vào khoảng là 24cm. Đấy, to nhất là 24cm nhé. Rất đẹp. Rất đẹp, dày dẫn chắc chắn nhé. Đấy. Rất đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Con to nhất này là 24cm này. Đấy, và con nhỏ nhất này sẽ là 16cm. Đấy, 16cm. Thì nó sẽ có cho các bác là 5 chiếc. 5 chiếc to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả cho các bác luôn, thì các bác có thể sử dụng để mình ăn cỗ ăn bàn này. Đấy, làm mâm, làm bát, làm đĩa, rồi bày lẩu bày liếc đều ok hết, các chế biến đồ ăn sống, đồ ăn chín đều được. Lên cho em đó là bộ 5 đĩa tròn nhá, 5 đĩa tròn này. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi.
120k trong cái bộ 5 đĩa tròn như này. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Rất chất lượng và giá thì rất hạt rẻ. 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Rất hợp lý luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop cũng về cho các bác một cái dạng khay, đó là khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật thì các bác này. Con này thì dung tích của nó là vào khoảng là 200ml các bác nhá. Đấy. Hàng khay bằng inox 304, su 304 nhá, su 304. Cực kỳ dày dặn chắc chắn các bác luôn. Và con này của nó thì nó cũng có cho các bác một cái nắp nhựa như này nhá. Một cái nắp nhựa như này. Đấy. Một cái nắp nhựa như này để các bác đậy này. Đấy, cái nắp có sẵn nắp nhựa cho các bác luôn. Để các bác đậy mình bỏ vào trong ngăn đá này, ngăn lạnh này, ngăn mát này, tủ lạnh đều rất ok. Hoặc các bác có thể dùng để mình đựng trực tiếp đồ ăn sống, đồ ăn chín, sau đó các bác đậy nắp lại thì em rất là ngon nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 30k. Lên mã giúp cho em đó là khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật này, đó. Khay chữ nhật giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc nhá. 30.000 trên một chiếc khay chữ nhật thế này. Hàng bằng inox 304 sáng bóng đẹp, dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, mang cơm đi học đi làm đều ok hết nhá. Giá chỉ có 30.000 một chiếc thôi. 30k trên một chiếc khay chữ nhật thế này. Tiếp theo thì bên shop của chú con dao. Bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con dao giấy. Đó là cái cân các bác ạ. Lên mã giúp cho em đó là con cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5kg. Đấy. Cân được 5kg và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Đấy, nó sẽ là cân được 5 cân nhá, cân được 5 cân. Đấy. Và gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho con cân 5 cân như này. Con này thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây nhá, hai pin con thỏ nhỏ vào đây. Đó, cái lô này bên em bán thì nó sẽ không có sẵn pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào đây cho em thôi. Cân được 5 cân và có tính năng trừ bì luôn. Đấy, các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Đấy, 50k và nó sẽ cân được 5kg các bác nhá. Đó, rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cọ vịt nhá. Thì nó sẽ là một cái chổi cọ vịt như này. Về nhà thì các bác lắp cho em cái cán này vào đây. Đấy, lắp cái cán này vào đây cho em là xong này. Con này của nó thì nó có thể uốn mềm được nhá. Đấy, nó sẽ là cái cao su như này, có thể uốn mềm được một đầu để các bác cọ này, đầu này để các bác rửa này. Đấy. Đây, đấy rất là ngon lành cho bác luôn. Chiều dài của nó vào khoảng là đi gần 40cm. Các bác dùng để cọ toilet, nhà tắm, nhà vệ sinh rất là ok. Đấy, dùng xong thì các bác lại bỏ nó vào đây cho em là nó sẽ sập vào. Có miếng dán thì các bác dán vào tường cho em nhé. Lên cho em là chổi cọ vịt nhé. Đấy, chổi cọ vịt. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái chổi cọ vịt như này. Đấy, lên mã giúp cho em là cọ vịt nhé. Cọ vịt giá sẽ là 60k. 60k một chiếc nhé. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, con này thì nó rất là đa di năng luôn. Các bác có thể dùng để mình đánh rửa kỳ cọ các bác này. Đấy, rất là tiện nhé. Đó, cho dầu vào. Kỳ cọ đánh rửa nó rất là tiện luôn. Đấy, đầu mềm đưa vào các ngóc ngách được, rất là tiện, rất phù hợp luôn. Đó. Sau đó thì mình lại để gọn vào là xong. Đây. Đấy, rất tiện ích luôn. Có miếng dán các bác có thể dán vào. Đó, rất tiện, không vướng víu. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này sẽ là một cái đèn đèn học nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn học. Con này thì nó sẽ là một con đèn như này. Có kèm cả hộp bút luôn. Đấy, có kèm hộp bút luôn. Có kèm một cáp sạc và một hộp bút nhá. Đấy, đây. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng trung tính nhá. Đấy, sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính này. Họ cũng khá là sáng luôn, nó sử dụng bằng pin. Đấy, cái này là cái lẫy này. Các bác lắp cái lẫy hộp bút vào theo này. Đấy, cái lẫy hộp bút các bác lắp đây xem. Đó. Đây, lắp vào thì nó rất là cứng cáp nhá, cứng cáp cho các bác luôn. Đó. Đây. Và cảm biến nhá. Đây, sáng mạnh, sáng vừa, sáng trung tính này. Đấy. Rất là sáng các bác nhá. Đó. Công suất của nó thì con này của nó sẽ là 10W nhá, 10W. Đó. Công suất của nó là 10W các bạn. Đó. Rất là sáng luôn. Các bác có thể dùng làm điện học, điện ăn hoặc nói chung là đa di năng luôn. Và nó dùng tính năng là nó dùng sạc pin nhá. Đấy, nó dùng sạc pin. Thì các bác có thể dùng mình sạc pin hoặc là mình chú đã. Các bác có thể dùng sạc pin hoặc là mình cắm củ sạc trực tiếp được tùy theo nhu cầu của bác. Đấy, cắm trực tiếp được mà dùng sạc pin được đều ok hết, không có vấn đề gì cả. Giá thì vâng, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn học nhá. Đèn học giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đèn học giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn học như này. Đó. Do it.
đò năm xưa chưa nỗi nhớ khôn nguôi. Sông đây ân tình tựa mãi tấm em say về Hà Nam. Ai đâu có chờ ai bên xưa hồng phú nhớ ngày đầu sông lụa màu đỏ cờ bay. Mẹ tiễn cha đi không hẹn ngày trở lại Hà Nam. Đấy, vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhé. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc nhanh cho điện thoại nhé. Nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được. Còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhé. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhé. 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhé. Loa chữ G này. Loa chữ G giá của nó sẽ là 260k. Và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm đó là cái vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhé. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài. Con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhé. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5. Và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nha, hay, trong trẻo và mượt mà quá nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã cho em đó là loa gỗ dài. Giá nó sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã cho em đó là loa gỗ dài nhá. Đó. Loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270k nhá, 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra, test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các bác nhá, hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany này. Đó, in Germany hàng của Đức.
Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này, đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy. Cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé, lấy cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhé, vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nồi nào vung đấy thôi nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vung viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là
Bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhé. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Vâng, chào các bác. Đó thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, lưu ý các bác là nhận hàng phải kiểm tra nhé, không kiểm tra là bên em không xử lý đâu. Các bác kiểm tra lỗi lầm gì thì bên em sẽ khắc phục đổi mới cho các bác luôn, còn các bác không nhận hàng không kiểm tra thì bên em không hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây thắt lưng nhá, dây thắt lưng hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ 100% là da bò tự nhiên. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng da bò tự nhiên dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Có cho các bác là hai màu nhá. Một là màu đen và hai là màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy thôi. Đấy, nó sẽ có hai màu như này. Cái mặt thì nó sẽ là mặt ngẫu nhiên nhá và màu thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Hai con này thì đã cái độ dài ngắn nó đã khác nhau rồi. Tức là chất liệu là da bò tự nhiên cho nên là khi mà nhà sản xuất người ta cắt ý, thì nó sẽ có cái dài cái ngắn nhưng nó chỉ lệch nhau là khoảng 5 cm như này thôi các bác nhá. Và chiều dài của nó là sẽ là từ 1m1 đến 1m3. Đấy. Và hàng nó sẽ là hàng của Mỹ nha các bác này. Made in USA này, hàng của Mỹ. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên hết này. Con này em bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Đấy, đốt không bao giờ bị cháy nhá, đốt không bao giờ bị cháy. Cực kỳ chất lượng cho bác luôn, chiều dài từ 1m1 đến 1m3. Hàng thì cực kỳ chất lượng, mặt của nó hàng thì sẽ là hàng đúc liền và hàng con bi lăn như này thì rất là dễ sử dụng nhá, chắc chắn dễ sử dụng, bền đẹp, mặt đúc liền nhá. Đấy, ổ của nó là ổ đúc liền như này, rất là đẹp này. Đấy. Ổ khóa đúc liền, rất đẹp và bền bỉ và chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một cái thắt lưng như này, giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một con thắt lưng da bò Mỹ như này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ có màu đen và màu nâu. Giá sẽ là 180.000, đúng nhỉ? 189. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 190.000 các bạn. Đấy, em xin lỗi các bác là em nhầm nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ này. Da bò Mỹ, giá của nó sẽ là 190.000 một chiếc nhá. Chỉ có 190.000 cho một con thắt lưng da bò Mỹ như này thôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví da bò, nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, thì hàng cũng là hàng của Mỹ này, Made in USA này, rất chất lượng cho các bác luôn. Con này thì da của nó thì siêu mềm rồi, các bác yên tâm sử dụng. Và thiết kế theo kiểu ví truyền thống cho nên là sử dụng được rất là nhiều ngăn và rất là đẹp nhá. Và con này thì các bác dùng thì từ 5 đến 10 năm luôn, các bác yên tâm sử dụng, chất liệu của nó 100% là da bò hết nhá. Đấy, da bò hết, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Từ đường kim mũi chỉ cực kỳ là kỹ nhá. Đấy, 100% là da bò hết cho nên các bác yên tâm sử dụng. Rất dày dẫn chắc chắn, tất cả các ngăn đều là ngăn thật hết nhá. Ngăn thật có thể sử dụng để mình đựng các cái loại thẻ này, 1 2 3. Đấy, ở đây các bác có thể để được 3 cái thẻ này, bên này một cái nữa là 4 này. Đó, và rất là nhiều các cái chi tiết nữa, chứng minh thư rồi giấy tờ và một ngăn thường, hai ngăn thường, một ngăn khóa. Con này thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái ví da bò như này. Các bác lên cho em là ví da bò, giá của nó sẽ là 80.000. Đó. Ví da bò 80.000 đúng không nhỉ? À 120.000. Xin lỗi các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là ví da bò này. Đấy, hơi nhầm tí. Ví da bò giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một con ví da bò như này.
120.000 một chiếc nhá. Đấy, 120.000 một chiếc. Bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này thì là 301, thì bên em sẽ tính cho bác là 300 tròn và bao ship luôn. 300 tròn là bao ship. Thắt lưng là 190, ví là 120, tức là 301, nhưng bên em tính tròn cho các bác là 300.000 và bao ship các bác nhá. Đó, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là kia kem đánh răng nhá. Đấy, thì nó sẽ có hai dòng, một là dòng của Nhật, hai là dòng của Hàn Quốc nhá. Đây, dòng này nó sẽ là dòng của Nhật này, thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, đang bán 70.000, lô này về giá tốt cho các bác luôn. Đấy, hàng made in Japan nhá. Đây, made in Japan này, 170g này, chữ này là chữ made in Japan này, 170g luôn. Đó, và giá sẽ là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, lên cho em là kem đánh răng Nhật, giá của nó sẽ là 60.000 một lọ, dung tích 170g. Dòng này thì của nó là chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Đây, viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá, dùng cực kỳ tốt luôn. Đấy, tinh chất từ gạo của Nhật nhá. Giá sẽ là 60.000. Còn ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Hàn Quốc, con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% luôn. Hàng này thì nó không có niêm phong đâu các bác nhá, nó không có niêm phong đâu. Đấy, nó sẽ như này và không có niêm phong. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái lọ kem đánh răng của Hàn Quốc như này, hàng made in Korea của Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này thôi. Đấy, hàng made in Korea này. Đấy, made in Korea, dung tích của nó là 120g nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình thể thao các bác nhá. Lên cho em là bình thể thao. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít các bạn. Đấy, màu của nó sẽ là màu xanh rất là đẹp luôn, inox 316. Đấy, giữ nhiệt cho các bác cực kỳ là tốt luôn, giữ nhiệt rất là tốt nhá. Inox 316 đây các bác này. Inox 316, su 316, sáng bóng luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con bình như này thôi. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, 1 lít cả vỏ. Đó. Dung tích của nó là 1 lít cả vỏ và giá là 80.000. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Bình thể thao này. Đấy, bình thể thao giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con bình thể thao như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cặp kéo tóc hàng của thương hiệu Kai nhá, hàng của thương hiệu Kai. Một cặp này sẽ bao gồm cho các bác là một con cắt và một con tỉa. Giá thì chỉ có 160.000 cho một đôi kéo như này thôi. Hàng của Nhật mà giá cũng rất là Việt Nam. Đây, hàng thương hiệu Kai Japan nhá, Kai Japan con này. Đó. Con này thì sẽ là một cắt một tỉa, các bác có thể dùng để cắt tóc cho trẻ em, cho người già, hoặc là mình dùng để mình cắt làm thợ cũng được, rất là ok luôn. Đầu kéo dày, cắt cực kỳ là đầm, kéo sắc bén và êm ái. Giá thì sẽ là 160.000 cho một cặp kéo cắt tóc Kai như này. Lên mã giúp cho em là cặp kéo Kai, giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho một cặp kéo cắt tóc Kai như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là cặp kéo tóc, giá sẽ là 160.000. Đó. Lên cho em là cặp kéo tóc này. Đấy. Cặp kéo tóc. Cặp kéo tóc nhá. Một đôi, giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho một đôi kéo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái mỏ hàn thiếc nhá. Đấy. Hàng made in Japan các bác này, hàng made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái đầu đẩy thiếc này, các bác lắp cái này vào đây cho em này. Đấy, lắp cái này vào đây cho em, sau đó thì các bác lắp cho em cái quận thiếc vào đây, lắp cái quận thiếc vào đây và chí vào cái lỗ này. Sau đó các bác bóp thì cái thiếc nó sẽ ra cái đầu này và nó ăn trực tiếp vào cái mỏ hàn này luôn. Đấy, và cái đầu mỏ hàn này thì các bác có thể thay bình thường nhá, tháo ra và thay đầu mỏ bình thường. Thì các bác có thể mua đầu mỏ chỗ khác về mình có thể dùng, mình thay thế vào. Giá thì sẽ là 130.000 cho một cái mỏ hàn thiếc như này. Lên cho em là mỏ hàn thiếc nhá, hàng made in Japan của Nhật này. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 150W, sử dụng điện 220V ok. Đấy, và giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 cho một cái con mỏ hàn thiếc như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn thiếc, giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000, các bác có thể mua về để mình làm thợ làm nghề, hoặc là mình sử dụng chế cháo các cái đồ lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Mỏ hàn thiếc, hàng made in Japan này, nội địa của Nhật. Đấy, mỏ hàn thiếc nhá. Mỏ hàn thiếc. Mỏ hàn xanh, lên cho em là mỏ hàn xanh. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái em mỏ hàn xanh như này. Rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái massage 3D nhá. Đấy, massage 3D. Các bác lên cho em là massage 3D bằng tay. Con này thì nó sử dụng bằng tay nhá, chứ không phải bằng máy đâu. Đây. Đấy, các bác xem này, khi em kéo thì cái bắp thịt nó sẽ di chuyển như này. Tức là khi các bác cứ kéo như này thì nó sẽ giúp cho các bác là săn các cái bắp thịt này, rồi cơ bắp này, rồi là cổ, vai, gáy đều được hết nhá. Nó sẽ là dạng con xoay như này và các bác dùng bằng tay chứ không phải bằng máy đâu nhá.
không phải bằng máy đâu. Tên theo là massage 3D bằng tay. Đấy, đây nó sẽ là một con massage, thương hiệu của nó là 3D massage và sử dụng bằng tay nhá. Đấy. Đây các bác có thể dùng để massage mặt này, cổ này, vai, gáy, các bắp tay, bắp chân rồi ngực này, đều được hết nhá. Đấy. Massage 3D bằng tay nhá, massage 3D bằng tay. Giá sẽ là massage 3D bằng tay, giá của nó sẽ là 100 giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Lên cho là massage 3D này. Massage 3D bằng tay giá sẽ là 50k một em nhá, 50.000 cho một em. Đó, rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia máy cạo râu hàng của thương hiệu Zandu nhá. Máy cạo râu hàng thương hiệu Zandu như này. Đây nó sẽ là một con máy cạo râu cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Có cả phần tăng đơ này. Các bác muốn dùng tăng đơ thì các bác đẩy cái phần tăng đơ này lên cho em để mình những cái râu dài thì mình tăng đơ đi trước, sau đó đến râu ngắn thì mình dùng mình cạo như này. Đó. Và có cho các bác là kia chân sạc đây, các bác cắm trực tiếp sạc điện 220 cho em. Và lưu ý các bác khi cạo thì mình nhấp cho em nhé, nhấp như này, nhấp như này để cho cái râu nó lặn vào trong cái lưỡi này thì nó mới đứt được các bác này. Đó, các bác nghe cái tiếng râu em nó đứt chưa? Đó, các bác thấy không? Đó, nó đứt chần chẹt này các bác này. Đó. Và lưu ý các bác khi thay lưỡi thì muốn thay thì các bác chỉ cần tháo đây này thôi. Các bác cầm hai tay hai bên này, các bác giật mạnh cái là nó ra này, giật mạnh cái nó ra. Thì bên em có bán kèm cả cái này là cái lưỡi này. Đây cái này là cái lưỡi này, cái lưỡi thì các bác cũng cứ giật thẳng này là cái lưỡi này nó sẽ ra này. Đấy. Các bác giật thẳng này cho em là cái lưỡi nó sẽ ra. Thì đây là cái này là cái lưỡi này. Còn cái vàng vàng này sẽ là cái màng này, cái này là cái màng này. Đấy thì bên em sẽ bán là 30.000 cho một cặp cả màng cả lưỡi. Đây cái mà vàng này là cái màng này. Thì nó sẽ kết hợp hai món, cả màng cả lưỡi cho các bác luôn. Đó, cả màng cả lưỡi nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một cái con cạo râu Zandu như này. Đấy. Các bác lên cho em là cạo râu Zandu nhá. Đấy, cạo râu Zandu. Giá của nó sẽ là 90k. Đấy, máy cạo râu Zandu 90.000 nhá. Đấy, máy cạo râu Zandu này. Máy cạo râu Zandu. Máy cạo râu này. Zandu. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Và cả màng cả lưỡi thì sẽ là 30.000 nữa. Đó, lấy cả màng cả lưỡi là 30.000, còn nguyên máy là 90.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển nhá. Thì bên shop có hai mẫu, một là điều khiển cắm trực tiếp, hai là điều khiển con này thì nó sẽ là điều khiển đấu nối nhá. Con đấu nối này sẽ là 230.000. Đấy, điều khiển đấu nối này 230.000, bỏ ngay cắm trực tiếp này. Đấu nối 230k là con này. Thì về nhà các bác đấu nối cho em. Đây, nó sẽ có cho các bác là đầu dây như này và một con điều khiển, về nhà các bác đấu nối vào cho em. Đấy. Còn con cắm trực tiếp thì đây nó sẽ là con này. Con cắm trực tiếp này thì sẽ là 270.000. Đấy, cắm trực tiếp là 270.000 thì về nhà các bác cắm cho em vào cái nguồn điện, sau đó thì các bác cắm thiết bị cần điều khiển qua. Đấy, nó sẽ có một cái cục như này. Đấy, có một cục như này nhá. Về nhà các bác cắm trực tiếp điện cho em, điện 220 và có điều khiển như này thì dùng để tắt bật quạt điện này, rồi là máy bơm này, rồi là các cái thiết bị điện khác mình cần đóng ngắt, cửa quấn các thứ cũng ok hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 270.000 cho con cắm trực tiếp và 230.000 cho con đấu nối. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái hướng dẫn sử dụng và cái cách người ta đã sử dụng các bác nhá. Đây các bác này, đó. Em đang sử dụng đây là để em bật tắt máy bơm, em bật này. Nhưng có một cái nhược điểm là cái remote này nó bị rơi xuống nước thì dễ bị hỏng. Giải pháp đây các bác này, một em remote có khả năng chống nước cao. Cách lòng này thì rất là đơn giản, các bác dưng mì nước nguội cho khoảng 5 giây. Đèn xe nước nhảy, đó, đã đâm nhảy rồi. Trên thiện chống nước các bác bấm on và off, đã được học này. Bây giờ em sẽ cấp tải. Và bật. Và điều khiển cũ cũng điều khiển được luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, có hai. Bây giờ em sẽ cho cái khiển này ngâm trong nước trong khoảng 5 phút. Đấy, rất là ok nhá. Thì có một dòng là một đấu nối và một dòng là cắm trực tiếp, thì các bác lấy loại nào thì lấy. Đây dòng này nó sẽ là dòng cắm trực tiếp thôi này. Đấy. Các bác sẽ cắm trực tiếp vào điện cho em. Đấy. Còn tay remote bên trái này nhìn nó to hơn nè, nó mập hơn chút xíu. Cắm trực tiếp vào nước cho em, sau đó thì mình điều khiển này. Chúng ta thích tại vì nó nhỏ gọn ha. Đấy. Nó nhỏ gọn. Đấy, bật lên tắt đi đều ok hết nhá. Chúng ta bấm nút này. À thông thường này, đây remote này chúng ta gỡ ra là thấy pin thấy một cái này nè. Đây là một pin 320V 100m. Đấy. Với tay remote rất là tiện, chúng ta có thể cắm vào cái điều khiển cho quạt nè, motor nè, để bơm nước tưới cây tưới này vườn hoặc là phun xịt. Đây là một mẫu ổ cắm điều khiển từ xuyên tường. Đấy, các bác này. Bật tắt điều khiển từ xa. Đấy, bật quạt này. Đấy. Đó, cắm quạt bật lên này. Bật tắt. Đó, tắt đi này, rất là tiện nhá. Bật tắt tại chỗ ngay trên nút nhấn chỗ này. Ok. Rất là ok nha, giá thì chỉ có cho bác 270.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ móng tay nha. Bộ móng tay thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu.
Đấy, đầu tiên nó sẽ là bộ ví hồng nhá. Đấy, nó dựng trong một cái ví như này thì bên em gọi nó là ví. Đấy, các bác lên cho em là ví hồng. Thì bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, nặn mụn này, rồi mài móng tay này, rồi là cắt da chết các thứ đầy đủ cho bác luôn. Combo cho các bác như này. Một cái bộ như này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái bộ như này. Bộ này thì nó sẽ là, các bác lên cho em là bộ ví hồng, cắt cực kỳ là ngon luôn đây các bác này. Đấy, cắt móng tay miếc cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Rất là bén các bác này. Đấy, cắt tanh tách luôn các bác nhá. Rất là ngon luôn các bác theo. Đây. Đấy. Đấy các bác theo, rất là ngon luôn. Và rất là chắc chắn nhá, màu hồng rất là đẹp luôn. Đấy thì các bác lên cho em là ví hồng, giá sẽ là 60.000 cho cái bộ ví hồng như này nhá. 60k. Đó. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác một cái bộ đó là ví xanh thì nó sẽ cao cấp hơn, nhiều chi tiết hơn. Con này thì các bác lên cho em là ví hồng này. Ví hồng 60k nhá. 60.000 cho cái bộ ví hồng như này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác một cái dòng ví xanh này. Con này thì sẽ cao cấp hơn rất là nhiều, nhiều chi tiết hơn. Và giá thì cũng rất hợp lý, chỉ có bác cho bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một cái con ví xanh như này. Đấy. Con này thì sẽ bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng này, có nặn mụn này, rồi mài gót chân này, nhiều chi tiết hơn rất là nhiều luôn. Đấy, đây. Combo cho các bác này, rất nhiều chi tiết như này. Và giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Có cả mài gót chân này, nặn mụn này, rồi cắt da chết này, rồi tỉa cắt móng này, rồi có 3 4 cái bấm móng, có cả bấm cho trẻ em, bấm khóe, rồi bấm to, đầy đủ cho bác. Lấy dái tai, combo đầy đủ. Có một cái bộ này là về nhà mình sử dụng được cho cả nhà luôn. Rất là tiện. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho chị em phụ nữ, hoặc là mua về sử dụng trực tiếp trong gia đình nhà mình, rất là ok. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho anh em các bác là 100.000 cho một cái ví xanh như này thôi. Rất đẹp các bạn. Rất đẹp, rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá. Ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con ví xanh như này rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em để đấy luôn. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em bán thì nó rất là đơn giản vậy thôi. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái con dao gọt 2 nhá. Đây, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Em lên cho bác con gọt 2. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là dao gọt 2 nhé. Con này thì hàng siêu bén cho bác luôn này. Đấy, không cần phải test dọc giấy mà em dọc luôn cái giấy bóng này. Một cái giấy bóng là dòng giấy bóng siêu dai như này nhá. Giấy bóng siêu dai như này mà em còn dọc được là các bác biết rồi. Tóm lại là nó gần như là siêu bén luôn các bạn, siêu bén luôn. Còn đối với giấy bình thường thì nó quá là đơn giản. Đây em sẽ test dọc giấy cho các bác xem. Đây dọc giấy các bác này. Đấy. Dọc giấy thì thôi rồi luôn các bác nhá. Đây, dọc giấy này các bác này. Đó. Dọc giấy thì siêu bén luôn, các bác thấy không? Đó. Chiều dài của nó khoảng 20cm, hàng thương hiệu Wattbo của Nhật. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con dao gọt 2 như này. Đấy, các bác lên cho em là gọt 2 nhá. Lên cho em là gọt 2 này. Đó. Gọt 2 giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con gọt 2 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một con dao gọt của Đức nhá. Đấy, dao gọt của Đức. Con này thì nó sẽ là to dài hơn một chút. To dài hơn, nó chỉ dài hơn khoảng 2-3cm thôi. Đó, và bản của nó sẽ to hơn một chút như này. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 70.000. Cái phần thân này của nó thì nó sẽ là nhám nhám chống dính nhá. Đấy, còn cán của nó là liền thân hết nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng made in Germany. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Và con này thì cũng dòng là dòng siêu bén nhá. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt Đức con này. Đấy, cũng siêu bén cho các bác luôn. Đấy. Tất cả đều là dòng dao rất là bén. Con này thì các bác dùng để gọt hoa quả thì cực kỳ là đầm tay luôn nhá. Đấy, dùng để gọt hoa quả rất là đầm tay và chắc chắn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, cầm lên hỏi xem con này bán bao tiền. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là dao gọt Đức nhá. Đấy, dao gọt Đức giá của nó sẽ là 70.000. Đó. Lên cho em là gọt Đức này. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt Đức nhá. Đấy, dao gọt Đức, dao gọt của Đức nhá. Dao gọt của Đức giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con dao gọt của Đức như này, rất chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đấy, con này thì cũng là hàng siêu bén và rất là ngon lành cho bác nhá. Dao gọt Đức giá của nó sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao Thái, hàng của thương hiệu Kai nhá. Các bác lên cho em là Thái Kai này. Đó, lên cho em là Thái Kai, dao hàng của Kai và hàng made in Japan nhá. Đó, made in Japan này các bác này. Đó, made in Japan. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Kai và dòng này của nó thì cũng rất là bén luôn. Và con này thì cái bản của nó khá là dày nhá, cho nên là các bác dùng thì nó khá là đầm dao luôn nhá. Đấy. Và dao cũng siêu bén luôn. Các bác có thể dùng để mình thái rồi băm nhẹ cũng được. Đấy, bản của nó khá là dày.
cán của nó thì nó sẽ là cán gỗ cực kỳ chắc chắn luôn và có bo đầu như này. Hàng cán gỗ dùng cực kỳ là ngon, thái thì cực kỳ là đầm và rất là đầm dao nhá. Đấy, rất đầm dao và rất là ngon luôn các bạn. Đấy. Và con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. Đấy, các bác lên cho em là dao cai nhá, dao cai. Đấy, dao cai. Đó, giá của nó sẽ là 120.000 cho một con dao cai như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dao cai này. Đó. Dao cai, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000. Hàng của thương hiệu cai của Nhật đây. Của thương hiệu cai của Nhật các bạn này. Đấy, có chữ cai này các bạn này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Thép của nó sẽ là thép không gỉ nhá, made in Japan các bạn này. Đó, made in Japan đây. Đấy, giá thì sẽ là 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em là dao cai nhá. Dao cai, giá sẽ là 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mắc áo nhá. Mắc áo hàng của Nhật này. Hàng của Nhật một dây này của nó sẽ là 10 chiếc. Hàng inox bọc nhựa. Đấy. Thì thứ nhất là inox là chống rỉ này, thứ hai là nó có bọc nhựa như này thì khi các bác dùng nó sẽ là tăng cái độ ma sát lên, nó khỏi trơn trượt và rất là đẹp các bác nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10. Lên mã giúp cho em là mắc áo nhá. Đấy, một vỉ này của nó là 10 chiếc. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Bao nhiêu nhỉ? Các bác lên mã giúp cho em là mắc áo nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Đó, mắc áo, giá sẽ là 60k cho một cái con mắc áo như này. 60.000 cho một con mắc áo như này nhá, bao gồm cho các bác là 10 cái luôn. Lên mã giúp cho em là mắc áo nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một vỉ như này. Một vỉ này bao gồm là 10 chiếc. Đấy. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn, inox 304. Đấy, con này các bác mua một lần dùng cả đời cho em. Đấy, trừ trường hợp là các bác đánh mất thôi, đánh rơi mất thì chứ còn con này không bao giờ hỏng được. Đấy, lên cho em là mắc áo, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái móc gỗ nhá. Đây, các bác có thể xoáy trực tiếp vào đây cho em này. Đấy, xoáy trực tiếp vào đây cho em. Đó. Thì lên cho em là móc gỗ. Con này thì các bác có thể dùng để treo quần áo, treo những cái đồ lặt vặt, đồ trẻ em hoặc là các bác có thể treo linh tinh tùng phèng được hết nhá. Đấy, thì các bác có thể là dùng cái này mình treo vào cái móc cửa sổ, treo này móc cửa sổ, sau đó thì mình tận dụng những cái móc này để mình treo những cái thứ lặt vặt khác cũng rất là ok. Đó, thì 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là 8 cái móc như này và một cái móc treo như này, thì về nhà các bác tự bắt vít vào cho em nhé, tự bắt tự xoáy vào, nó sẵn lỗ rồi, các bác cứ xoáy vào mình treo vào cho em là xong. Đấy, các bác có thể treo lên cửa sổ này hoặc treo lên một cái đinh là các bác treo thêm những cái đồ lặt vặt vào đây, nó cũng rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là mắc gỗ nhá. Mắc gỗ giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Lên cho em là mắc gỗ, giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái mắc gỗ như này. Đó, lên cho em là mắc gỗ này. Đó. Mắc gỗ giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái mắc gỗ như này thôi, còn mắc áo sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bảng đó là bảng tô nhá. Bảng tô hay còn gọi là bảng tự xóa. Giá thì sẽ là 50.000 cho một con bảng như này. Kích thước thì chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là hơn 20cm một chút, chiều ngang thì vào khoảng là 15cm. Và nó sẽ có cho các bác một cái bút, đằng sau thì nó sẽ có cái nút mở khóa, thì khi nào các bác sử dụng thì các bác kéo sang cái phần mở khóa này cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu sử dụng thôi. Đấy, khi mình viết thì mình có thể viết thoải mái luôn và mình chỉ cần nhấn nút xóa này, nó sẽ xóa này, rất là tiện này. Các bác lên YouTube các bác gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá. Đấy, shop Phạm Huấn, hàng Nhật bãi này nó sẽ ra luôn. Đấy, xóa đi này, rất là tiện nhá. Các em có thể thỏa sức tô vẽ sáng tạo, hoặc là các bác nhà thiết kế, nhà thi công rồi vẽ mô hình các thứ rất là ngon lành luôn, thoải mái sáng tạo luôn nhá. Đó, vẽ hoa rồi nói chung là tập ký tên các bác nhá. Đó, tập ký tên rồi nói chung là đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đó, đây các bác này. Đó. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bảng tô nhá, bảng tô. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó. Lên cho em là bảng tô này. Đó. Bảng tô, giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc bảng tô như này nhá, 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Các bác lên cho em là cây sâm thịt. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng mà các bác dùng nó rất là tiện ích. Thì mình có thể dùng để mình sâm thịt các bác này. Đấy, ví dụ như là các cái phần thực phẩm các bác muốn mình chế biến này thì mình sâm như này cho em nhá. Đấy, sâm như này cho em. Đó. Đấy, các cái phần bì hoặc là thịt mình muốn tẩm ướp thì mình sâm như này cho em, và nó sẽ tạo thành cái lỗ để các bác tẩm ướp gia vị và nó rất là tốt. Và giá thì chỉ có 35k thôi. 35.000 cho một cái cây sâm thịt như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt nhá. Cây sâm thịt này. Cây sâm thịt. Cây sâm thịt giá của nó sẽ là 35k nhá. 35k cho một cây sâm thịt như này. Cái này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong chế biến thực phẩm thức ăn. Đây các bác này. Đấy, ví dụ các bác cứ châm vào những thịt này cho em. Sau đó thì mình tẩm ướp gia vị vào, mình có thể là nướng hoặc là hấp hoặc là nói chung là rán đều được hết nhá. Nó rất là tiện.
thì các loại thịt hoặc là bì đấy, mình châm vào như này chị ạ, nó rất là hữu ích luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho bác là 35.000 cho một cây sâm thịt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ kim chỉ nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp kim chỉ, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chỉ đủ màu này, tiếp theo là kim này, rồi đê này, rồi nói chung là đầy đủ linh tinh tùng phèng, đầy đủ các tiết mục cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác nha, một cái bộ kim chỉ như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này thôi nhá. 25k cho một cái hộp như này. Đấy, đây sẽ có cho các bác là một cái dàn này, sẽ có bao gồm cho các bác là kim chỉ này, rồi thước đo này, rồi kéo cắt này, rồi cúc bấm này, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ kim này. Đấy, rồi chỉ này, đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Thì giá chỉ có 25.000, có cả kim băng, kim biếc đầy đủ cho bác nhá. Một cái bộ như này thì các bác có thể dùng để mình khâu vá, sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Chỉ đủ màu cho bác luôn nhá, chỉ đủ màu rồi kim rồi đầy đủ cho các bác luôn. Bây giờ các bác đi đâu mà mua được một cái bộ nguyên chỉ đủ màu như này thôi đã là khó rồi. Đây nó sẽ đầy đủ cho các bác này, kim này, chỉ này, rồi là đê này, rồi nói chung là đầy đủ cho các bác, kim to kim nhỏ nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ kim chỉ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một cái bộ kim chỉ như này. Lên mã giúp cho em là bộ kim chỉ nhá, bộ hộp kim chỉ. Lên mã giúp cho em là hộp kim chỉ nhá. Đó, hộp kim chỉ này, kim chỉ giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này thôi, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop cũng về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái gen co nhiệt nhá. Các bác lên mã giúp cho em là gen co nhiệt. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một cái bộ gen co nhiệt như này. Sẽ bao gồm cho các bác là đây, các cái đầu như này, bao gồm là to, nhỏ, lớn, bé, mẹ, con, dẹt, tròn, đầy đủ cho các bác luôn. Đó, đấy, dài, ngắn, đầy đủ cho bác, to, nhỏ, đầy đủ kích thước. Và tổng của nó sẽ là 328 chi tiết, 328 đầu, to, nhỏ, lớn, bé, mẹ, con, đầy đủ cả. Các bác lên mã giúp cho em đó là gen co nhiệt nhá. Đấy, gen co nhiệt, giá của nó sẽ là 50k trên một hộp như này nhá, 50.000 trên một hộp gen co nhiệt như này, đầy đủ các chi tiết để cho các bác lựa chọn luôn. Đó, tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái tăm nước nhá. Đấy, tăm nước thông minh thì đây nó sẽ là một cái máy như này, một cái máy như này các bác này. Đấy, kèm cho các bác là dây sạc này, dây sạc, rồi các cái đầu tăm như này nhá, các cái đầu tăm để các bác vệ sinh niếu này, vệ sinh răng lợi này, và đầu dây sạc này các bác về các bác cho nước vào cái ô này xem. Sau đó thì mình bật máy lên nhá. Bật máy lên. Khi máy nó sẽ chạy. Đấy, các bác bật máy lên chưa? Đấy, cái này nó sẽ là lẫy sập như này. Bật máy lên, máy chạy thì cái đầu nước nó sẽ xịt này. Xịt thì nó sẽ là sử dụng là bằng tia nước để nó vệ sinh cái răng lợi của mình, nó sẽ rất là sạch sẽ. Lên mã giúp cho em là tăm nước nhá. Giá bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là tăm nước, giá sẽ là 160.000 nhá. Đó, tăm nước này. Tăm nước giá sẽ là 160k. Đấy. Thì đây nó sẽ có các đầu này để vệ sinh khe này, các cái khe kẽ răng này, đầu này vệ sinh lưỡi này, đầu này vệ sinh lợi này. Đấy, rất là nhiều chi tiết như này. Thì đây em sẽ có cái video sử dụng thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đó. Dù là làm cả hàm hay là chỉ làm có mỗi cái răng hàm thôi thì các chị cũng phải dùng tăm nước. Có tất cả là bộ răng hàm này. Một cái đầu, ví dụ là chị nào cuối cùng là một cái đầu. Đó, đây các bác bật máy lên này, sau đó thì mình xịt những cái tia nước nó vào này. Đấy. Sạch bay kim kết luôn, sạch bong kim kết luôn mà mọi người ơi. Đấy. Được chưa? Các nhìn chưa? Nhìn như này. Đây kìa. Đấy, ở cái đầu này nó sẽ là đầu xịt nước và các bác có thể thay để mình sử dụng cho các loại đầu được luôn. Được chưa? Nó sẽ sạch toàn bộ. Nhìn nè. Đấy. Nhìn này. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em là tăm nước, giá sẽ là 160.000 nhá. Đó. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây,
đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này. Và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bác này. À, 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bác này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này. Hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn giết cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này, rất là ngon lành, cành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong cái sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên trên là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cuckoo nhá. Hàng thương hiệu Cuckoo. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Đấy, Made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cuckoo nhá, nồi của Cuckoo. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bác này, lẫy đóng ngắt này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bác này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cuckoo này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bác này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quay sách quay đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cuckoo nhá. Đấy, nồi cơm Cuckoo. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cuckoo lên cho em là nồi Cuckoo nhá, nồi Cuckoo này. Nồi Cuckoo giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi Cuckoo. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500 và nồi Cuckoo này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nồi của Cuckoo và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cuckoo thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cuckoo của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy.
đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Nó nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này. Và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. À, 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này, hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này. Rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá. Bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc-cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc-cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc-cu nhá, nồi của Cúc-cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc-cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc-cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật. Còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách, quai đeo như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea vào đây. Đấy, Korea nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc-cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc-cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là, à, nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc-cu. Lên cho em là nồi Cúc-cu nhá. Nồi Cúc-cu này. Nồi Cúc-cu giá của nó sẽ là 495k nhá. 495k cho con nồi Cúc-cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là, nồi Sáp thì sẽ là 500. Và nồi Cúc-cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái đuôi cảm ứng nhá, coi nhá. Đấy, các bác lên cho em là đuôi cảm ứng.
lên cho em là đuôi cảm ứng. Thì con này về nhà các bác bắt trực tiếp điện 220V cho em, sau đó thì lắp bóng đèn vào đây và nó sẽ có ốc xoáy cho các bác đàng hoàng. Đấy, và có điều chỉnh chế độ sáng là 16 giây, 32 giây và 5 phút nhé, 5 phút, và có chuyển động là ban ngày. Đấy, đuôi cảm ứng chuyển động nhé. Đấy, lên tem là đuôi cảm ứng chuyển động, giá của nó sẽ là đuôi đèn cảm ứng chuyển động, giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái đuôi đèn cảm ứng chuyển động như này. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Đây em sẽ có cái video review thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy, lên tem là đuôi cảm ứng chuyển động, giá của nó sẽ là 60k. Đấy, đuôi cảm ứng chuyển động này, các bác lên cho em là đuôi cảm ứng nhá. Đấy, đuôi cảm ứng này, đuôi cảm ứng chuyển động nhá, giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái đuôi cảm ứng chuyển động như này, 60k nhá, 60k cho cái đuôi cảm ứng chuyển động. Đây, video thực tế luôn. Chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà lên cho em là đuôi cảm ứng chuyển động nhá, giá của nó sẽ là 60.000 trong cái đuôi như này thôi, giá sẽ là 60k nhá. Về nhà các bác cứ lắp vào bắt điện bình thường, nó là đuôi xoáy E27, một cái đuôi rất là phổ thông. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là vòng trầm điều hòa huyết áp nhá, vòng trầm điều hòa huyết áp, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì hàng được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia, giá của nó đang bán là 1.800.000 nhá, 1.800.000, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đấy, và riêng hôm nay thì chương trình tri ân khách hàng hậu 20 tháng 10, bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá chỉ có 50 cành thôi nhá, 50 cành cho một con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Hạt của nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá. Khi mà mình đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Đó. Và các bác nên đeo nhá. Đấy, rất là tốt luôn. Ở đây thì nó sẽ có là 108 hạt kèm thêm cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp như này. Lên mã giúp cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Đấy. Bằng gỗ trầm tự nhiên rất là thơm luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia. Và hôm nay thì chương trình tri ân khách hàng đang bán là 1.800.000, xả cho các bác giá chỉ còn 50k thôi nhá, 50k. Lên cho em là vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ này. Đấy, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp, điều hòa huyết áp, giá thì chỉ có cho các bác là 50k nhá, 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái các bác lên cho em là các bác lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Thì ở đây nó sẽ là một con tô vít như này, và có cả đèn pin luôn, có đèn pin thì về nhà các bác tự lắp pin vào cho em nhá. Đấy, cái này thì về nhà các bác tháo cái này ra này, tháo cái lẫy này ra. Đấy, các bác trượt cái lẫy này ra cho em, sau đó thì mình lắp pin vào cho em. Ở đây thì nó sẽ là sử dụng một cái quả pin con thỏ loại nhỏ, một viên nhá, một viên. Thì các bác có thể lắp đèn vào đây để mình sử dụng, mình khi mà mình làm ban đêm thì mình cần thì mình bật đèn lên. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu tô vít như này, các bác mở ra này. Đấy, thì ví dụ như là các bác muốn xoáy cái nào vừa thì mình dùng, nó rất là tiện. Ở đây thì nó sẽ là 8 trong 1 luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 8 cái đầu vít như này, 8 cái đầu vít như này nhá. Hàng cực kỳ chắc chắn và ngon lành, và nó có thể gấp gọn được thì nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Đó, 8 trong 1 luôn, và có cả đèn pin như này. Ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 cái đầu vít nhá, và một cái thân đèn nữa, một cái đèn như này để các bác dùng để đây, nó sẽ là một cái hệ thống đèn led như này, rất là sáng luôn. Đấy, con này các bác lên mã giúp cho em là tô vít đèn nhá, giá của nó sẽ là 50.000, nó có một cái đèn đấy, cho nên là các bác lên cho em là tô vít đèn. Đấy, hoặc không các bác cứ lên cho em là tô vít vạn năng được, tô vít vạn năng. Đó, tô vít vạn năng này,
tô vít vạn năng giá của nó sẽ là 50k nhá, 50.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng rồi. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Đó, tô vít vạn năng. Đấy, rất là đẹp luôn. Và nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít, đầu to, đầu nhỏ như này. Đấy, có cả những cái đầu tròn, đầu lục giác cho các bác luôn. Rất là tiện nhá. Đấy, có cái đầu tròn này các bác này. Đấy, ở đây thì không phải đầu tròn mà nó sẽ là một cái thân tô vít nhỏ như này. Nó sẽ có một cái con nhỏ tí này các bác này. Đấy, thì các bác có thể xoáy ra để mình sử dụng. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai đầu nhỏ như này nhá. Các bác có thể xoáy ra này. Đấy, xoáy ra sau đó thì mình xoáy vào đây cho em, xoáy vào đây cho em. Đó thì là nó sẽ có hai đầu, một đầu là con này là siêu nhỏ luôn để cho các bác sử dụng các cái đồ lặt vặt đấy. Đấy, nó có hai cái đầu nhỏ, một đầu dẹt, một đầu tròn. Còn lại là nó sẽ là dẹt và múi hết nhá, dẹt và múi từ nhỏ đến to. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Lên cho em là tô vít vạn năng, tô vít vạn năng giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc đây. Đấy, nó sẽ là một cái bật lửa hình, nó sẽ có đính một viên ngọc như này, đính một viên ngọc như này. Đấy, và con này thì về nhà các bác châm dầu thơm vào cho em nhé, dầu thơm hoặc là xăng bình thường cũng được. Đó. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc này. Đấy. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc. Nó sẽ có hai màu vàng và màu bạc như này. Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho một con bật lửa như này. Con này thì nó sẽ là hàng mạ bạc nhá, mạ bạc này, còn con này là mạ vàng 18 carat này, mạ vàng 18 carat. Siêu đẹp cho các bác luôn. Đều là hình con rồng như này nhá, hình con rồng như này. Rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc. Nó sẽ có ngậm một cái viên ngọc như này, viên ngọc màu đỏ rất là đẹp luôn. Thì bên shop có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá, màu vàng màu bạc. Thì các bác lên cho em là bật lửa ngọc. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Về nhà các bác cho xăng thơm vào cho em nhá, cho xăng thơm vào cho em. Lên cho em là bật lửa ngọc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Bật lửa ngọc này, đó. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con bật lửa ngọc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia nhé. Đây nó sẽ là dòng một sim nhá, dòng một sim. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này. Đấy, có hai màu, màu xanh và màu đen thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy, không chọn màu các bác nhá. Đấy, một điện thoại, một pin và một củ sạc. Đấy, combo cho các bác luôn, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này của thương hiệu Nokia nhá. Nokia. Đó. Về nhà thì các bác lắp vào cho em. Đấy, lắp. Các bác lắp ấy vào cho em. Đấy, lắp pin rồi các bác khởi động lên. Đấy, lắp pin vào nhá. Đây, các bác lắp pin vào cho em này. Đấy, lắp pin vào. Các bác lắp pin và khởi động lên cho em là xong. Đó, hàng của thương hiệu Nokia nhá. Lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày các bác yên tâm sử dụng. Hàng của thương hiệu Nokia cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên cho em. Đó. Đây, đấy, và con này thì giá của nó sẽ là 150.000, bàn phím nổi nhá. Bàn phím nổi rất là dễ sử dụng cho bác luôn. Đó, về nhà các bác lắp sim vào cho em. Đó. Hàng của thương hiệu Nokia nhá. Thương hiệu Nokia đây. Đấy, logo của hãng đây, Nokia có này. Đấy, hàng của Nokia cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 130.000 thôi. Lên cho em là điện thoại một sim nhá, điện thoại một sim. Giá sẽ là 130k. À xin lỗi các bác là 150.000 nhá, 150k. 150k em nói nhầm nhá. 150.000 cho một con điện thoại một sim như này. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ống hút rửa bát các bác nhá. Ống hút rửa bát thì ở đây nó sẽ bao gồm cho bác là một cái đầu vòi như này, đầu vòi xịt như này và hệ thống dây rồi ống dẫn nhá. Đó. Và giá thì chỉ có 70 cành thôi. Lên cho em là hút nước rửa bát, hút nước rửa bát giá của nó sẽ là 70.000. Đấy, đây thì cái sơ đồ của nó đấu nối như này các bác này. Đấy, lên cho em là hút nước rửa bát nhá. Đấy. Hút nước rửa bát này. Hút nước rửa bát. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 thì cái hút nước rửa bát như này, 70k. Đây, cái này nó đơn giản lắm các bác nhá. Về nhà các bác chỉ cần là lấy một cái can to cho em này, sau đó mình lắp vào. Đấy, cái chậu rửa nào nó cũng có cái hệ thống vòi này hết, các bác lắp xoáy vào cho em này. Đấy, xoáy vào đầu vòi xong đó lắp vào can là xong. Thì khi mình rửa bát thì mình cứ dùng cái can 5 lít ấy, nó rất là tiện. Các bác cứ thế là mình bơm ấn thôi, đừng dùng cái vòi nhỏ nữa. Nó đừng dùng cái nhỏ, nó rất là tốn kém và mất vệ sinh. Đấy, cứ lắp vào chậu rửa này cho em là mình dùng thôi. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát này thôi, rất tiện dụng cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đèn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là
đèn F1 nhá, đèn F1. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một tấm pin năng lượng dời như này, dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét này, và một con đèn như này. Cái công suất của nó thì khá là sáng luôn các nhá. Đấy đây các bạn này. Đấy, siêu sáng luôn. Thì các bác có thể để ngoài dời hoặc là mình để trong nhà cũng đều được nhá. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng này. Lên cho em là đèn F1 nhá, đèn F1. Đấy, đèn F1. Thì đây nó sẽ là các cái mắt LED như này, và nó có sẽ có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Có cảm biến nhá, có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua thì nó sẽ tắt các bạn, nó rất là tiện. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đèn, một tấm pin năng lượng mặt trời như này, và có cho các bác là cả điều khiển luôn nhá, cả điều khiển luôn. Thì các bác có thể dùng để tắt bật bằng điều khiển được. Đây. Đấy. Đây, tắt đi này, bật lên này, chế độ sáng 1 này, đấy, sáng 2 và sáng 3 nhá. Đó, 3 này, 2 này, 1 này. Đó. Tắt đi này, bật lên này, rất là tiện nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Một cái đèn F1 như này, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000 cho một con đèn như này. Có điều khiển cho bác luôn, và có cả cái ốc vít giá đỡ để các bác bắt vít vào nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý cho các bác để các bác sử dụng để mình lấy ánh sáng tự nhiên, sáng năng lượng mặt trời, và rất là tiết kiệm pin nhá, tiết kiệm pin cho các bác luôn. Và cái giá cũng rất là hợp lý để cho các bác có thể sử dụng lâu dài. Lên mã giúp cho em đó là đèn F1, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đó. Lên mã theo là đèn F1 nhá. Đèn F1 giá sẽ là 130.000. Đèn F1 giá sẽ là 130k trong con đèn năng lượng F1 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bắt muỗi nhá. Đấy. Qua lên đèn là đèn bắt muỗi đen, giá sẽ là 130.000 cho một con đèn bắt muỗi đen như này. 130.000. Lên cho em là đèn bắt mũi đen nhá, giá sẽ là 130.000 các bác này. Đấy. Hả? 120.000 các bác nhá, 120.000. Đây thì nó sẽ là cái ô để các bác đựng mũi vào đây này. Đấy, đựng mũi vào đây. Và khi các bác cắm điện lên thì ở đây nó sẽ là một cái mên lưới, nó giống như là cái giống như cái vật mũi ấy. Thì con mũi nó bay vào và nó sẽ chạm vào cái đèn này là nó sẽ bị giật. Đấy. Nó đơn giản thôi, giật nó chết nhá. Lên cho em là đèn bắt mũi đen, các bác có thể cắm trực tiếp là vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn bắt mũi luôn. Đấy, lên cho em là đèn bắt mũi đen. Đèn bắt mũi đen này, đó, đèn bắt mũi đen. Bắt mũi đen nhá, giá của nó sẽ là 120k. 120k nhưng mà con đèn bắt mũi đen như này. Đấy, giá cực kỳ là hợp lý cho quý cô bác anh chị và các bạn luôn, đèn bắt mũi đen 120.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái táo các bác nhá. Các bác lên cho em là táo Nhật nhá, táo Nhật này. Một bịch này của nó thì sẽ là vào khoảng là từ 8 lạng đến 1 kg nhá, từ 8 lạng đến 1 kg. Đấy thì một bịch như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k cho một bịch táo như này nhá. 100k cho một bịch táo như này. Táo của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, toàn bộ tem mác chữ Nhật hết này. Đấy, nó sẽ là từ 8 lạng đến 1 cân. Táo của nó sẽ là dòng táo to nhá, táo to các bạn, táo to. Và cái này thì các bác dùng nó rất là da luôn, tại vì nó đã sấy khô đi rồi. Cái này thì các bác có thể dùng đa di năng luôn. Thứ nhất là mình dùng để mình hãm nước để uống này. Đấy, rồi mình ngâm rượu này, hoặc là các bác có thể dùng ăn trực tiếp cũng được. Ăn trực tiếp rất là ngon và nó dai dai mềm mềm rất là ngon luôn. Lên cho em là táo khô nhá. Táo khô giá của nó sẽ là 100.000 cho một bịch táo khô như này nhá. 100.000 cho một bịch táo khô như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã cho em là táo khô, giá sẽ là 100k. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vàng đa năng nhá. Các bác lên cho em là keo vàng đa năng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ là dán được đa di năng luôn. Thứ nhất là đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành này và điện thoại các thứ đều dán được hết nhá. Đấy. Tức là đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ và đồ nhựa dán được hết nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan này. Đấy, Thái Lan các bác này. Đây, hàng của Thái Lan nhá. Các bác lên cho em đó là keo vàng nhá, keo vàng. Đấy, keo vàng đa năng. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác theo một dây như này. Một dây của nó là 3 hộp nhá. Đấy, 3 típ. Đấy, và bên em bán theo dây như này chứ không bán lẻ nhá. Bán theo một dây như này nhá. Và một dây thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 nhá, 20.000. Lên cho em là keo vàng nhá, keo vàng. Đó, keo vàng giá của nó sẽ là 20k trên một dây như này. Một dây này sẽ bao gồm cho các bác là 3 lọ nhá, 3 lọ. Bên em bán theo 3 lọ chứ không bán rời nhá, không bán rời. Đó, và giá thì cũng chỉ có 20.000 cho 3 lọ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là keo vàng. Thì con này nó dán đa di năng luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Thái Lan nhé. Hàng của Thái Lan đây. Đấy, Thái Lan này các bác này. Hàng của Thái Lan thì các bác biết rồi. Thái Lan nó hàng nó cực kỳ chuẩn chỉ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là keo vàng. Keo vàng
Đấy, nắp nó màu vàng như này cho nên bên em lên nó là keo vàng nhá, giá sẽ là 20.000 cho 3 lọ nhá. Đấy, lên cho em là 3 lọ keo vàng, giá sẽ là 20.000, 3 lọ keo vàng 20.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ V46 nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ vít như này, rất là đa di năng luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 22 đầu vít nhá, 22 đầu vít to nhỏ lớn bé mẹ con rồi dẹt tròn ba khe mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này và khẩu từ 4 đến 14 này, và nó sẽ có cho các bác là một tay công, một tay nối dài các kiểu con đà điểu luôn. Đấy đây. Đấy, combo cho các bác như này. Một bộ combo như này mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 trong bộ vít này thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một tay công như này nhá. Tay công thì con này có chức năng là vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều được luôn. Đấy, con này vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều rất là ok nhá. Đấy, thì các bác có thể lắp đầu khẩu này hoặc là lắp đầu vít cũng đều ok hết này. Lắp đầu vít này. Đấy, lắp đầu vít đây các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Xoáy nhanh đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Và các bác có thể dùng con tay vít này cũng được. Đó, nó có cả tay công cả tay vít cho các bác luôn. Đấy, nó đầy đủ các tay nhá. Tay vít thì các bác chỉ cần lắp vào này này mình sử dụng thôi. Đấy, đây là đầu vít lục giác này. Đấy, lắp vào đây nhá, đầu lục giác nhá. Đấy. Và các bác có thể dùng cái tay vít bình thường như này để mình xoáy này. Đấy, lắp vào đây mình xoáy này, rất là ngon luôn nhá, để xoáy vít này. Đấy, nói chung là rất là tiện. Một cái bộ đầy đủ như này, thép CLV nhá. Và có cả cho các bác là tay công này rồi tay tay vặn ngoắt nghéo này, tay vặn ngoắt nghéo như này nhá. Tay ngoắt nghéo này để các bác lắp vào đây này. Đấy, các bác lắp vào đây. Sau đó thì các bác lắp vào cái đầu vít cho em. Đó, thì mình sử dụng nhá. Lắp vào đầu vít, đầu viếc đều được hết này. Đấy, đầu công này rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ V46 như này bao gồm cho các bác là khoảng trên 40 chi tiết nhá, trên 40 chi tiết. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. 120.000, giá không thể tin nổi luôn. Bao gồm 46 chi tiết nhá. Lên mã giúp cho em là V46 này. V46 giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một bộ V46 như này, 120.000, giá quá rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái củ sạc của dòng iPhone 14 Pro Max và công suất của nó là 20W nhá, 20W iPhone 14 Pro Max đây. Đấy, iPhone 14 Pro Max này. Đấy, dòng chuyên dùng cho của hãng iPhone, và về nhà các bác có thể dùng Samsung các thứ đều được hết. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai chân USB sạc nhanh này. Đấy, có tia sét này là sạc nhanh này, và hai chân Type C nhá. Đấy, 14 Pro Max này. Đấy, iPhone 14 Pro Max. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một cái củ sạc nhanh như này nhá. Các bác lên cho em là củ sạc nhanh nhá, củ sạc nhanh. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, về nhà cái này thì nó không có dây đâu, về nhà các bác cắm vào cái dây sạc của nhà mình. Đấy, lên mã giúp cho em là củ sạc nhanh nhá. Củ sạc nhanh này. Củ sạc nhanh giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái củ sạc nhanh này này nhá, hàng của iPhone. Giá sẽ là 80.000 cho mấy củ sạc nhanh như này, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em, đưa cho anh cái hạc đi. Này nó này. Các bác lên cho mã giúp cho em là hạc đồng nhá. Nó sẽ là một con hạc như này này, một con hạc như này kèm thêm cho các bác là một cái chân nhang hương như này nhá. Một cái chân nhang hương như này để các bác sử dụng này. Đấy. Sẽ có cho các bác là một cái chân nhang như này. Đây thì khi các bác sử dụng thì mình đeo vào đây cho em này, đeo vào đây cho em. Đó, nó sẽ là một con hạc như này. Thì các bác có thể mua cả con hoặc mua một đôi tùy theo. Đấy, thì giá thì chỉ có 60.000 cho một con hạc đồng như này thôi nhá. 60.000 cho một con hạc đồng rất là đẹp như này mà giá chỉ có 60.000 thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy. Các bác có thể để trên ban thờ này hoặc là sử dụng để mình trang trí decor. Đấy, bằng đồng nhá, chất liệu bằng đồng này. Đó, rất là đẹp cho các bác luôn mà giá chỉ có 60.000 thôi. Ở đây thì bên em có bán kèm cả nhang luôn nhá, cả nhang thơm luôn. Đây, cái nhang này của nó thì cũng là 60.000 cho một hộp nhang như này nhá. 60.000 cho một hộp nhang như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy. Xoáy cái này ra này, sau đó thì mình lấy nhang ra, mình cho vào mình đốt nhá, cho vào mình đốt thì rất là đẹp luôn. Đó. Thì cái hộp nhang này sẽ là 60.000 và con hạc đồng này cũng là 60.000 luôn. Các bác lên cho em là nhang hạc nhá, nhang hạc. Đấy, lên cho em là nhang hạc này. Đó. Nhang hạc giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000. Đấy, và cái con hạc đồng này thì giá cũng là 60.000 luôn. Con hạc đồng này thì giá sẽ là 60.000. Các bác lên cho em là hạc đồng nhá, hạc đồng 60.000. Đó, và nhang của nó đi kèm cũng là 60.000 luôn. Các bác lên cho em là hạc đồng này. Hạc đồng nhá, lên cho em là hạc đồng, giá sẽ là 60.000. Đấy, còn nhang hạc cũng là 60.000 luôn. Đó, thì một hộp này của nó cũng khá là nhiều luôn nhá. Thì các bác về nhà các bác xoáy cái này ra cho em này. Lấy cái nắp này ra này. Đấy, sau đó thì các bác đổ nhang ra cho em. Đấy, đây nó sẽ là cái nhang như này các bác này. Đấy, nhang như này thì các bác cho vào mình đốt như bình thường thôi, đốt như bình thường cho em. Đó, đây.
cho vào mình đốt như bình thường. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái hộp nhang như này. Rất là nhiều luôn nhá. Đấy, và các bác cho vào đốt thì nó rất là thơm luôn. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Các bác bỏ cho em một thanh vào đây này. Đấy. Đấy. Các bác bỏ cho em một thanh một cái nhang vào đây. Đấy, một cái nhang vào đây này. Đấy, sau đó thì mình đốt như bình thường nhá. Đốt như bình thường. Đó, và cái hương của nó sẽ tỏa ra rất là thơm luôn nhá. Rất là thơm luôn. Đó, lên cho em là nhang hạt nhá, giá sẽ là 60.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ nạo nhá. Các bác lên cho em là đây các bác này, nó sẽ là một cái bộ nhang như này các bác này. Đấy, các bác xoáy cái nắp này ra. Đốt cho em một cái viên nhang, sau đó thì các bác cho vào đây. Đó. Thì cái này nó vừa là các bác thư thái này, sử dụng này, ngày lễ, ngày Tết hoặc là các có công có việc này, các bác sử dụng cho em rất là tiện. Đấy, lễ Tết, dỗ chạp rồi các bác có thể dùng mình thư giãn uống trà. Đấy, thưởng trà và ngửi mùi nhang thơm. Đấy, cũng rất là ngon lành các bác nhá. Tạo ra sản phẩm này quá đẹp và tinh tế, chất liệu đồng xịn sò. Hồng hạc đốt trầm để bàn trà hoặc trang trí đề co cực đẹp. Hương thơm trầm hương giúp tâm hồn thư thái, dễ chịu. Hồng hạc đốt trầm hương lưu hương. Thật sự phải cảm ơn ai tạo ra sản phẩm này quá đẹp và tinh tế, chất liệu đồng xịn sò. Hồng hạc đốt trầm để bàn trà hoặc trang trí đề co cực đẹp. Hương thơm trầm hương giúp tâm hồn thư thái, dễ chịu. Hồng hạc đốt trầm hương lưu hương. Thật sự phải cảm ơn ai tạo ra sản phẩm này quá đẹp và tinh tế, chất liệu đồng xịn sò. Hồng hạc đốt trầm để bàn trà hoặc trang trí đề co cực đẹp. Hương thơm trầm hương giúp tâm hồn thư thái, dễ chịu. Hồng hạc đốt trầm hương lưu hương. Đấy, giá sẽ là 60.000 các bác nhá. Hạt cũng là 60.000 và hương cũng là 60.000 luôn, trầm hương 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nạo 5 món này, 1 2 3 4 5, 5 món như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món. Thì các bác có một cái bộ sản phẩm như này là dùng trong nhà bếp là rất là ok luôn. Đó, thì đây em sẽ khui ra cho các bác xem các cái chi tiết bên trong này. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là một con dao như này nhá, một con dao như này. Thì con này các bác vừa là dùng để thái này, đấy rồi nạo này và đánh vẩy làm vẩy cá rồi khui bia nhá. Đó, khui bia có quay đeo như này. Đấy, có quay đeo như này rất là tiện này. Tiếp theo nó sẽ là xếp con này vào này. Đây, làm nhẹ không nó gãy. Đây, xếp vào đây như này. Xếp đứng đây ngồi xuống. Xếp đây. Trò chơi đâu nó văng đấy, xếp giữ vào như thế xếp nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con nạo hai mặt nhá. Nạo hai mặt thì một mặt sợi và một mặt nạo vỏ, và có cho các bác là cái phần này để các bác ngoáy các cái phần mà nó bị miếng vỡ bỏ ra. Đấy, nó sẽ là cái phần này để các bác nạo cái sẹo nhá, nạo sẹo này. Đó. Tiếp theo thì cái này các bác có thể dùng để mình tạo hoa này, tạo hoa các kiểu này. Đấy, và các bác làm lòng làm miếc ở cái này rất là ok này. Tiếp theo là cái này để các bác lấy những cái bát nóng này, các bác khui bia hoặc là lấy những cái bát nóng, bát đĩa nóng thì các bác đưa vào mình giật nó ra. Đấy, đưa vào mình gắp nó ra nó rất là tiện này. Và một cái nạo đa di năng nữa này. Một cái nạo đa di năng nữa. Con này thì vừa nạo vỏ vừa nạo sợi luôn. Một cái bộ combo cho các bác bao gồm là 1 2 3 4 5 món như này. Lên cho em là bộ nạo 5 món nhá. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn và có quai đeo như này nhá. Lên cho em là bộ nạo 5 món, giá sẽ là 70.000. Đó, nạo 5 món này. Các bác lên cho em là nạo 5 món, giá sẽ là 70k nhá. Đó. Lên cho em là nạo 5 món này. Nạo 5 món, giá của nó sẽ là 70k. 70.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng trong sinh hoạt gia đình nhà mình luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc bình ắp quy nhá. Nó sẽ là sạc được bình từ 12 đến 24V. Đó, thì nó sẽ là dòng sạc bình 12-24. Giá sẽ là 290.000 bao sim tận nhà cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là sạc được cả bình 12 và cả bình 24 nhá. Hàng này thì của nó thì nó sẽ xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đây. Đấy, Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Hàn Quốc rồi nói chung là rất nhiều nước các bác này. Đấy. Rất là nhiều nước luôn nhá. Đó, Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, linh tinh luôn, Italia. Đó đây, Italia các bác này. Đó. Thì con này nó sẽ sạc được bình 12V và nó sẽ 12 đến 24 và có chế độ là chống đảo chiều, khử sun phát rồi các kiểu con này điều luôn. Và giá thì sẽ là 290.000 nhá. 290.000. Lên mã giúp cho em là sạc bình áp quy 12-24 nhá. 12-24, giá sẽ là 290.000. Bên em có cả các loại chỉ sạc nguyên bình bình 12 cũng có nhá. Con này thì các bác lên cho em là sạc bình 12-24 nhá. 12-24 giá sẽ là 290.000 nhá. 290.000 bao ship này. Còn ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái sạc bình nguyên 12 không thôi. Lên cho em là sạc bình 12 nhá, sạc bình 12.
Đó, nó nhỏ hơn một chút và chỉ sạc được bình 12V thôi. Con này thì giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho một con sạc bình 12 như này. Đó, con này thì chỉ sạc được 12V thôi. Các cái chức năng của nó cũng như nhau thôi, khử sun phát rồi chống đảo chiều, chống các kiểu con đà điểu được luôn. Và giá thì cũng chỉ cho các bác là 190.000 cho một con như này, 190k nhá. 190.000 cho một con sạc bình như này thôi. Lên cho em là sạc bình 12 này. Sạc bình 12 giá của nó sẽ là 190k. Còn con này thì nó sẽ là cả bình 12, cả bình 24 luôn. Thì nếu nhà bác nào có cả bình 24 thì dùng con này. Còn nếu nguyên bình 12 thì dùng con này cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ sản phẩm. Đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Con này thì nó sẽ là khoảng cách của nó là 1 cây số nhá. Khoảng cách của nó là 1 cây số. Thì các bác thao hồ thoải mái để sử dụng luôn. Cứ từ 1 cây số trở lên là các bác sử dụng được con này rồi. Đó, nó rất là tiện. À, từ cây số trở xuống nhá. Thì nó rất đơn giản thôi. Các bác cắm trực tiếp con này vào cái điện 220 cho em. Sau đó thì cắm thiết bị qua máy bơm rồi máy các loại máy móc. Và các bác dùng cái điều khiển này mình điều khiển cho em. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là điều khiển trực tiếp nhá. Điều khiển trực tiếp. Giá của nó sẽ là... Lên cho em là điều khiển trực tiếp này. Điều khiển trực tiếp. Giá sẽ là 270k nhá. 270.000. Còn bên em có cái loại đấu nối thì giá sẽ là 230. Thì các bác dùng con đấu nối thì dùng mà con điều khiển trực tiếp thì dùng. Anh nha, đây sẽ là cái bộ cắm trực tiếp các bác này. Bộ cắm điều khiển từ xa bằng remote nha. Đây là sản phẩm cầm trên tay của mình nè. Rất nhỏ gọn luôn, làm lọt lòng bàn tay ha. Ở đây thì nó có tay remote bật tắt điều khiển từ xa. Theo thông số nhận xuất thì Thôi lại rơi. 1000m ha. Làm đi. Thực tế thì bà con mình dùng thì nó khoảng 200-400m. Đấy. Với tay remote rất là tiện, chúng ta có thể cắm vào cái điều khiển cho quạt nè, motor nè, để bơm nước tưới cây tưới này vườn hoặc là phun xịt chuồng trại. Rất là tiện luôn. Và cách sử dụng như thế này nè, chúng ta chỉ cần cắm vào cái ổ điện mình có nha. Này dùng điện 220V. Đấy, chúng ta có thể bật tắt rồi nè. Khi bật tắt thì nó có đèn báo như này nha, màu xanh màu đỏ nè. Bật là màu xanh, tắt là màu đỏ. Và cái nút đèn này cũng là nút bật tắt tại chỗ được luôn khi chúng ta không dùng remote. Rồi, bây giờ tôi sẽ thực nghiệm cho anh em mình xem với một cái bóng đèn ha. Rồi. Anh em đón theo dõi tới hết video nha, anh sẽ hướng dẫn cho anh em mình cách ghép nối remote luôn. Đấy. Ghép nối remote. Rồi. Tắt nè. Bật nè, tắt nè. Đấy, tạm thời tạm để con đèn vào đây nha. Rồi. Bật, tắt, bật, tắt. Rất đơn giản ha, bật tắt tại chỗ đây. Đấy, nó sẽ có thể bật tắt tại chỗ hoặc là bật tắt đấu nối nhá. Đây. Còn con này là con đấu nối này. Con này con đấu nối này. Công suất lớn không thì em có bộ điều khiển từ xa Hotnet 42 ấy, tải trực tiếp được motor 3 ngựa tương đương với 2,2 kg đổ về. Thì các bác có thể được bật tắt cho nó được bật nhá. Tắt này. Đấy, các bác muốn xa thì bác kéo cho em cái dây anten này ra cho em. Thì tầm xa của nó được từ 100 đến 600 m tùy từ địa hình các bác nhá. Đấy, on này. Off này. Được chưa các bác? Bộ này đấu nối nó đơn giản thôi. Các bác lấy dây chân 1, chân 2 thì các bác đấu nguồn điện vào 220V cho em. Chân 3, chân 4 thì các bác đấu ra máy bơm, ra đèn, ra quạt cho em. Đây là nút học lại hoặc bắt tắt bằng tay này. Bật nhá. Đấy, tắt này. Các bác này. Đấy. Tay khiển này của bên em sẽ sử dụng pin 23-12V này lên cho các bác. Ok cho các bác. Đấy, đấy rất là ok các bác nhá. Bên em đang bán là có 159 cành thôi. Rẻ nhất thị trường rồi các bác nhé. Ok các bác nhé. Tiếp theo thì đây em sẽ lên cho bác cái máy rót rượu nhá. Giá sẽ là 270.000 và bao ship tận nhà nhận hàng. Các bác kiểm tra thanh toán cho em. Đấy, khi các bác test thì ra lấy ít nước. Khi bác test thì các bác cho nước vào cho em nhé. Đừng cho rượu nhé. Nếu máy nó có lỗi thì em còn xử lý được. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này nhá. Một thân máy này. Một cái ô inox để các bác đựng rượu này. Và một cái ô nhựa để các bác có thể cho đá vào giữa cũng được. Đấy, thì nó rất đơn giản vậy thôi. Thì nó sẽ có 3 phần chính như này. Thì về nhà các bác sử dụng thì các bác cho rượu vào đây cho em. Đấy, cho rượu vào đây nhá. Các bác có thể cho rượu vào đây. Sau đó thì mình bật công tắc lên này. Bật công tắc lên và mình sử dụng thôi. Đó, nó rất là đơn giản và dễ sử dụng. Và khi con này thì nó rót thì nó sẽ có mức độ để các bác điều chỉnh nhiều ít ở đây. Thì nó cũng rất là tiện nhá. Rất tiện cho các bác sử dụng. Đây em sẽ cho nước vào này. Đấy, các bác cho nước vào cái ô inox này cho em. Đấy, khi các bác test thì cho nước vào, đừng cho rượu nhá. Cho nước vào cho em. Đó, sau đó thì các bác đặt máy vào này. Đặt máy vào, bật công tắc lên này. Các bác chỉ cần đặt cốc vào này. Đấy. Khi các bác sử dụng thì các bác đặt cốc thì đặt sát vào cho em nhé. Đặt sát vào cho em nhé. Đặt sát vào như này thì bao giờ cảm biến nó bắt thì nó mới kêu này. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Rất là tiện này các bác này. Đó, rất là tiện luôn nhá. Đó, thì giá thì chỉ có cho bác là 270.000, không dùng thì mình tắt đi nhá. Đấy, khi các bác bật lên thì mình lại bật công tắc lên này. Bật công tắc lên. Sau đó thì mình sẽ nhấn cái này để mình điều chỉnh, ví dụ tăng rượu thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, đây, đầy cốc luôn các bác này. Đầy cốc luôn. Hoặc các bác giảm đi thì lại mình lại xoáy cho nó giảm đi. Muốn uống ít một thì các bác lại cho vào đây. Đó, rất là tiện nhá. Muốn tăng lên thì mình lại tăng lên một chút để nó lại đẩy rượu tăng lên. Đó, thì hai cốc đều nhau chặn chặn luôn, tùy theo các bác chọn mức nhá. Giá thì chỉ 270.000 thôi. Và con này thì nó sử dụng nó rất là tiện. Các bác có thể sử dụng trực tiếp luôn. Đó, rất là tiện nhá. Về nhà các bác cắm sạc nhá, có cả dây sạc kèm cho bác luôn. 270.000, bao ship đến tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán đây.
hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này nhá. Nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đó, và giá thì rất hợp lý cho bác. Chỉ có 270.000 cho một con máy rót rượu như này thôi. Đó, đây, nguyên đai nguyên kiện cho các bác này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, và lắp cái vòi lên cho em nhá. Các bác lắp cái vòi lên cho em là ok thôi. Đấy, giá rất hợp lý, chỉ có 270k. Rồi, ok. Vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhé. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc nhanh cho điện thoại nhé. Nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được. Còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhé. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhé. 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhé. Loa chữ G này. Loa chữ G, giá của nó sẽ là 260k. Và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm đó là cái vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài, con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhá. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5. Và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa.
Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nha, hay, trong trẻo và mượt mà quá nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã cho em đó là loa vũ tàng, giá nó sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài nhá. Đó, loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270k nhá. 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra, test thử và thanh toán. Rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm. Đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy.
có 5 lít đây, hàng của Đức cơ này đấy, tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây đấy, kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn đấy, các bác có thể dùng để xào nấu rồi luộc gà luộc vịt, con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó, và đến với con chảo này đấy. Con chảo này thì con này thì cái chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm, hàng siêu chống dính cho bác luôn, hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho bác là em sẽ đi lại hết lượt cho bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo là đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất nhiều mã hàng độc lạ và giá thì chỉ có cho các bác là 10-20k thôi. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Nay thì bên em lại tiếp tục cập nhật các mã hàng để lên trân trọng gửi tới quý bác anh chị và các bạn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và các bác cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng nha. Lưu ý các bác là nhận hàng kiểm tra thanh toán. Không lúc các bác nhận hàng các bác không kiểm tra xong các bác thanh toán xong đến hàng lỗi, hàng hỏng hoặc là có vấn đề gì trục trặc các bác lại bảo bên em không có trách nhiệm thì nó mất công. Các bác lưu ý giúp cho em. Đang nóng lên rồi. Mã sản phẩm đầu tiên thì hôm nay bên shop còn 4 cái đồng hồ nữa các bác nhá. 4 cái đồng hồ nữa. Thì con này thì không biết là nó lỗi máy hay như nào thì nói chung là hàng không chạy. Đấy thì bên em thanh lý nốt cho bác với giá 20.000 cho một cái đồng hồ như này. 20.000 các bác nhá. Đấy. Thanh lý giá chỉ có cho các bác là 20k thôi. Bán xả lỗ nặng cho các bác luôn. Xả lỗ nặng các bác nhá. Đấy. Một con đồng hồ như này mà giá chỉ có 20.000 thôi. Bên em còn 4 con nữa. Đấy bác nào lấy thì lấy các bác nhá. Đấy còn 4 con nữa thôi. Giá thanh lý cho bác 20.000 cho một chiếc đồng hồ như này. Hàng thanh lý là yêu cầu các bác phải chuyển khoản hết nhá, kể cả 20.000 cũng phải chuyển khoản bên em mới bán. Đó, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thanh lý này. Đồng hồ thanh lý giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k và bên em có 4 cái nhá, còn 4 cái nữa. Đấy 20k trên một cái nhá. Không các bác lại hiểu nhầm 20k 4 cái. 20.000 trên một chiếc như này và em bán là 20.000 một chiếc và còn 4 chiếc là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Đấy, chứ còn nhận hàng thanh toán là bên em cũng không bán. Đấy, hàng thanh lý rồi. Cho nên là bắt buộc là phải chuyển khoản bên em mới bán cơ. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món nhá. Bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Winling, hàng của Đức các bác nhá. Bộ nồi 6 món hàng của Đức đây. Hàng thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện đựng trong một cái hộp như này đây. Hàng của Đức các bác này, Germany nhá, Germany. Đó, hàng của thương hiệu Beijing nhá, Beijing của Đức các bác này. Đấy, En Beijing các bác này. Uy Binh của Đức, nói chung là chữ Đức thì nó làng hoàng nó hơi khó đọc. Hàng của Đức các bác nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, Germany các bác này, Germany hàng của Đức. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ nồi Đức nhá, bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức 6 món này. Bộ nồi Đức 6 món thì con này bên em sẽ bán theo cái chương trình như sau. Đấy, bắt buộc là phải cọc nhá. Đấy. Bắt buộc cọc này. Đấy, bắt buộc cọc 100 thì bên em mới đi hàng nhá. Đó. Bộ nồi này thì bắt buộc các bác phải cọc 100 thì bên em mới đi hàng nhá, cọc 100. Đấy thì giá của nó sẽ là 740k nhá, 740.000.
Còn bác nào chuyển khoản hết nhá, chuyển khoản hết thì bên em ưu tiên cho bác là chuyển cho em 700.000 thôi. Chuyển cho em 700.000 là em sẽ gửi hàng cho các bác là xong. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi vung lệch như này nhá, nồi vung lệch như này. Hàng thì lưu ý các bác là nó sẽ là một cái dòng hàng đáy 5 lớp nhá. Đấy, đáy 5 lớp như này thì các bác có thể đun được bếp từ này, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho các bác luôn. Đây, logo của hãng này. Đấy, kính của nó là bằng kính cường lực này. Mặt nắp và quai thì đều là hàng mạ vàng hết nhá, mạ vàng 18 carat. Cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Đầu tiên thì con này của nó dung tích sẽ là 2 lít nhá. 2 lít quai lệch này. Đấy. Sau đó thì đến cái con này là dung tích là 2 lít quai bằng này, 2 lít quai bằng này. Đấy. 2 lít quai bằng cho các bác luôn. Đó, 2 lít quai bằng này. Tiếp theo là đến con này thì dung tích của nó sẽ là 3 lít này. Đấy, 3 lít nhá. 3 lít như này. Đấy. Hàng đế của nó rất dày các bạn, dày lắm luôn. Đấy, dày siêu dày cho các bác luôn. Đấy, và cái giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đó, con này thì giá rất hợp lý rồi. Giá chỉ có 700.000 đối với bác nào chuyển khoản hết, còn 740.000 là nhận hàng thanh toán nhưng vẫn phải cọc trước 100. Đó, tiếp theo con này nó sẽ là dung tích của nó là 4 lít các nhá. Đấy, em này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít này. 4 lít cho em này các bác này. Đấy, em này sẽ là dung tích 4 lít nhá. Đấy, dung tích 4 lít cho em này. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, tiếp theo thì em này dung tích của nó sẽ là hàng cực kỳ là đại luôn, hàng 5 lít nhá. 5 lít này thì các bác có thể luộc một con gà thoải mái quá nhá. Luộc một con gà 2-3 cân là thoải mái luôn. Thoải mái cho các bác luộc một con gà 2-3 cân, 4 cân cũng được. Đó, dung tích của nó sẽ là 5 lít. Đây, 5 lít nhá. Cái này thì em sẽ báo theo lít nhá, báo theo lít để các bác nắm được nhá. Hàng siêu dày luôn, đế 5 lớp này. Đó, các bác có thể đun được 5 loại bếp này. Đấy, bếp ga này, bếp Glassimic này, halogen này, rồi electric này. Đấy, bếp điện, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 700.000. Và tiếp theo là một con chảo nhá. Đấy, một con chảo trắng đá chống dính. Con này thì đường kính của nó sẽ là 20. Con này thì nó vào khoảng là 28cm gì đấy nhá. Con chảo này thì vào khoảng 28cm. Đó, chảo này thì 28cm các bác nhá. Đó, 27-28cm gì đấy. Đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và con này thì có nắp đậy nhá. Đấy, ưu điểm của con chảo này có nắp đậy. Các bác có thể chiên rán này, đồ ăn thừa mình có thể là đậy vung vào là xong. Hoặc khi mình chiên rán có vung đậy như này, chảo có vung thì mình chiên rán nó sẽ không bị bắn dầu bắn mỡ ra ngoài các bác nhá. Rất là tiện ích cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho Phạm Huấn đó là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bắt buộc cọc trước 100.000 thì sẽ là 740, còn chuyển khoản hết thì sẽ là 700.000 nhá, 700.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái kìm vàng đa năng nhá. Lên mã giúp cho em là kìm vàng đa năng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là kìm vàng đa năng nhá. Đấy, thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con kìm vàng đa năng như này các bác này. Lên cho em là kìm vàng đa năng. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng Nhật xuất Mỹ nhá, hàng Nhật xuất Mỹ USA các bác này. Đó, lên mã giúp cho em là kìm vàng, giá sẽ là 130.000 nhá. Đó. Kìm vàng 130k. Đó, 130k cho. Cảm ơn cái kìm đỏ đây. Cảm ơn cái kìm đỏ. Kìm vàng, cảm ơn kìm đỏ đây. Kìm vàng sẽ là 130.000 nhá. 100 một chiếc thôi. 130.000 cho con kìm vàng như này. Con này thì chức năng của nó sẽ là bấm tuốt dây này, bấm cốt này, rồi cắt dây, cắt giếc, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, thì bên shop về đợt này nó sẽ có hai mã nhá, một mã kìm vàng và một mã kìm đỏ. Chất lượng thì hàng đều là hàng của Nhật, nhưng con kìm đỏ này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, một hàng thì là Nhật xuất Mỹ, một hàng là hàng nội địa của Nhật nhá. Thì con kìm đỏ này thì bên shop đang bán cho bác với giá là 100.000, còn con kìm vàng này là 130.000 nhá, 130.000. Thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đó. Con này thì nó sẽ có một cái lò xo chữ V đẩy này, một cái lò xo chữ V để đẩy ra cho các bác này. Đó, còn con này thì nó khá là trơn rồi cho nên là cũng không cần phải lò xo, mình dùng trực tiếp bằng tay thôi. Nó sẽ có là tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây này, rồi là xoắn ốc các thứ rất là đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Con này thì lên cho em là kìm vàng, giá sẽ là 130.000. Đấy, còn con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Kìm đỏ giá sẽ là 100. Cán là màu đỏ mà, lên cho em là kìm đỏ này. Giá sẽ là 100k cho em kìm màu đỏ này thôi. 100.000 các bác nhá. Thì các bác có thể lấy kìm vàng hoặc lấy mà lấy kìm đỏ thì lấy. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là này bên shop tiếp tục về cho bác cái mã nồi chiên không dầu nhá. Nồi này thì bên shop lên nó sẽ cái mã này nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu, giá sẽ là 10 lít cả vỏ. Giá bao nhiêu nhỉ? Nồi chiên không dầu nhá, nồi chiên không dầu này. Đấy, nồi chiên không dầu. Cái này của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít này. 10 lít cả vỏ. Giá của nó sẽ là 590k nhá, 590.000. 590.000 cho một con nồi chiên 10 lít như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lưu ý các bác là 10 lít cả vỏ nhá, hàng sử dụng điện 220V. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, hàng sử dụng điện 220V này. Công suất của nó sẽ là 1500W nhá, điện 220V. Công suất 1500W, điện 220V, rất là tiện ích các bác ạ. Về nhà thì
Lưu ý các bác khi sử dụng nhá, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái thì nó sẽ có một cái lưới như này các bác này. Thì các bác có thể để vào đây để khi mà mỡ màng các thứ nó chảy xuống này. Đấy, và nó sẽ có chân như này luôn, thì các bác để là cực kỳ yên tâm luôn. Đấy, và con này thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ. Lưu ý các bác khi mà mình sử dụng ấy thì phải vặn cho em hai công tắc nhá, cả công tắc phút cả công tắc nhiệt độ này thì nó mới lên các nhá. Còn nếu các bác vặn nguyên nhiệt độ không thì đèn nó sẽ không lên đâu. Đấy, lưu ý các bác vậy. Con này thì nó sẽ là dơ le ngắt nhá. Đấy, nó sẽ có dơ le ngắt như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Đấy, nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 590.000 cho mấy em nồi chiên như này. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Bên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu xanh như này nhá. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây là cái con mai so của nó này. Mai so này, cánh quạt này. Đấy, đây là cái cánh quạt này, cánh quạt bên trong này. Và đây thì nó sẽ có cái thoát khí này, thoát hơi đấy các bác nhá. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, 590.000 cho một cái nồi chiên không dầu như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thìa hàng của thương hiệu Nguyên Linh của Đức nhá. Hàng thì nó sẽ là rất là dày dẫn chắc chắn và giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Inox 304L nhá, 304L con này. Đấy, inox 304 không bắt nam châm luôn. Về nhà các bác có thể test nam châm thoải mái. Một cái bộ thìa này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá. Hàng của thương hiệu Nguyên Linh của Đức đây, Nguyên Linh hai hình người của Đức. Hàng cực kỳ ngon lành, dày dẫn chắc chắn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 nhá, 55k. Các bác lên mã giúp cho em đó là thìa Đức nhá. Thìa Đức giá sẽ là 55.000. Đó. Lên cho em là thìa Đức này. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Đấy, tại vì là em có cả bán lẻ luôn. Hộp thìa Đức này giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một cái hộp thìa Đức như này bao gồm cho các bác là 5 cái. Cái này thì các bác lên mã cho em là hộp. Bên em có bán lẻ luôn. Có bán lẻ thì nó sẽ là cả môi luôn. Đấy, có bán lẻ thì đây cái lẻ này nó sẽ là 30. Cái lẻ này thì nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Hàng cũng của thương hiệu Nguyên Linh của Đức luôn. Nhưng mà hàng này của nó thì nó sẽ là dày dẫn gấp đôi luôn nhá. Dày dẫn gấp đôi luôn các bạn. Đấy, độ dày của nó gấp đôi cho nên nó sẽ đắt hơn. Đấy, nó sẽ là 30.000 cho một chiếc như này. Đấy, các bác lên cho em là thìa Đức nhá. Thìa Đức giá sẽ là 30.000. Còn cái này thì các bác lên cho em là hộp thìa Đức này. Đây, con này. Đấy, cái độ dày của nó khác nhau hoàn toàn nhá. Độ dày của nó khác nhau hoàn toàn luôn. Đấy, thì các bác biết rồi. Tiền nào của đấy thôi. Một loại là 30.000 một chiếc và một loại là 55.000 cho 5 chiếc nhá. 55.000 cho 5 chiếc thì các bác bỏ đồng tiền ra nó cũng xứng đáng thôi, và em bán thì nó cũng là hợp lý cho các bác nhá. Đấy, cũng là hợp lý thôi. Các bác trông so sánh hai cái là các bác biết rồi. Thì các bác lên cho em là hộp thìa Đức thì sẽ là 55.000. Còn nếu các bác mua cái loại thìa mà thìa rời như này thì các bác lên cho em là thìa Đức là được rồi. Thìa Đức giá sẽ là 30.000 cho một chiếc nhá. Đấy, lên. Rồi các bác lên cho em là thìa lẻ nhá, thìa lẻ này. Đó. Thìa Đức lẻ nhá. Đấy, thìa Đức lẻ. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc nhá, 30k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái môi của Đức đây. Môi này thì nó cũng là hàng thương hiệu Nguyên Linh của Đức. Con này thì siêu bền rồi, siêu bền, siêu đẹp, và ưu điểm của con này thì nó sẽ là không bị đánh dập lõm nhá. Khi mà các bác dùng cái môi mà bị dập lõm thì mình rửa nó rất là lâu sạch và nó sẽ bị đọng nước. Nhưng mà cái môi mà nó dạng như là trơn như này thì khi các bác rửa chỉ cần tuốt qua cái này là xong. Và lòng của nó cũng rất là vững luôn. Hàng inox 304 bền đẹp, sáng bóng và chắc chắn nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Nguyên Linh của Đức hai hình người đây. Lên cho em là môi Đức nhá, giá sẽ là 60.000 cho một cái môi Đức như này thôi. Đấy, lên cho em là môi Đức giá sẽ là 60k nhá. 60k trên một cái môi như này. Đấy, cái môi này thì bên em chỉ có một mã thôi. Các bác lên cho em là môi Đức giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái môi như này nhá. 60k cho một cái môi như này, rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, rất tuyệt vời các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái đũa sứ nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đũa sứ. Một hộp này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 5 vỉ nhá, 5 vỉ đũa như này. Và giá thì chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi như này. Đũa thì bằng sứ thì các bác biết rồi, các bác có thể dùng là bát sứ, thìa sứ. Đấy, và bây giờ dùng thêm cả đũa sứ nữa là trọn bộ cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ là xịn sò luôn. Ưu điểm của con này thì khô nhanh này, không bị nấm mốc vi khuẩn xâm nhập này. Đó, và màu sắc cũng rất là đẹp luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá, một vỉ 5 đôi. Lên mã giúp cho em là đũa sứ, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, các bác lên cho em là đũa sứ này. Đó, lên cho em là đũa sứ nhá. Đũa sứ giá của nó sẽ là 60k trên một vỉ như này. Đấy, 60k trên một vỉ nhá. Một vỉ của nó sẽ là bao gồm là 5 đôi, 60k trên một vỉ. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá xoay điện thoại nhá. Các bác lên cho em là giá xoay này. Con này thì nó sẽ có kèm cho bác một cái miếng dán như này, thì các bác có thể về để mình dán sticker thì tùy theo các bác thôi. Đó, và các bác sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Con này các bác chỉ cần là để xuống bàn này, sau đó thì mình nâng lên như này. Đấy, nâng lên như này là xong. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cả nâng cái chiều dài này lên được này. Đấy, và có thể điều chỉnh như này thì nó rất là tiện đây. Các bác này, em để cái điện thoại này rất là ngon luôn nhá. Để đứng để nằm đều được hết nhá.
máy tính iPad, máy tính bảng đều ok hết. Thì có thể rút lên như này, các bác có thể nâng lên hạ xuống tùy theo nhu cầu mục đích của mình. Rất là tiện dụng nhá. Đấy, có thể điều chỉnh rất là ngon luôn. Thì lên mã giúp cho em là giá xoay nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 50.000. Lần này về cho bác giá chỉ còn là 40k. Bỏ cái giá đứng ở đây. Lên cho em là giá xoay, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Đợt trước đang là 50k, đợt này cái giá này. Đợt này về cho bác giá còn 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em là giá xoay nhá. Giá xoay, giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một con giá xoay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái giá cao hơn một chút, đó là cái giá đứng nhá. Cái giá đứng thì đây, bộ sản phẩm của nó sẽ như này này. Về nhà thì các bác bắt cho em cái chân này vào đây này. Đấy, bắt cho em cái chân này vào đây đã này. Đó, sau đó thì tiếp tục là mình kết nối các cái bộ phận này vào đây cho em là xong. Đây, cái này thì nó sẽ vào đây này. Và đây sau đó thì các bác lắp cái chân này xuống này. Lắp cái chân này xuống, cái này thì nó có thể rút lên rút xuống được này, có thể rút lên rút xuống được tùy theo mình điều chỉnh nhá. Đấy, và cái chân này thì các bác xoáy vào đây cho em. Đấy, xoáy cái này vào đây này. Đấy, các bác xoáy cái này vào đây cho em. Con này thì giá chỉ có 30.000 thôi. Đấy, xoáy cái này vào đây này. Sau đó thì các bác kết nối cái này vào. Đấy, về nhà thì kết nối cái này thì cũng đơn giản thôi. Trẻ con nó cũng làm được, cho nên là các bác cứ nếu mà các bác có tí tuổi rồi mà không làm được thì cứ mang sang nhà hàng xóm mượn mấy cái thằng trai trai ấy, bảo mày lắp cho bác cái giá này là nó sẽ lắp cho các bác nhá. Đấy. Rất là ngon luôn. Đây cho vào đây cho em này. Đấy. Thì con này nó sẽ có cho các bác là tụt lên tụt xuống được nhá. Tụt lên tụt xuống được luôn. Nó cũng rất là tiện. Đây. Đấy, tụt lên tụt xuống như này rất là tiện các bác này. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh tùy chỉnh lên xuống nhá. Đó, đây. Cái này thì các bác xoáy lỏng lỏng một chút để mình có thể mình rút lên hoặc tùy chỉnh lên xuống được. Đó, và tất cả các cái nấc này đều có điều chỉnh được hết nhá. Đấy, thì các bác chỉ cần lắp đặt bên này cho em là xong. Sau đó thì xoáy cái này vào này. Đấy, xoáy cái chân đỡ này vào. Cái chân đỡ này của nó thì nó khá là nặng luôn, để nó giúp cho cái điện thoại của mình nó giữ ở trạng thái là luôn luôn là thăng bằng nhá, luôn luôn thăng bằng như này các bác này. Rất là tiện các bác này. Đấy, thì đây em sẽ lắp điện thoại vào cho các bác xem này. Đấy, đây thì nó sẽ là cái dạng giá kẹp như này. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây em để đứng thoải mái nhá. Đấy, hoặc xoay ngang này, hoặc các bác có thể ngửa lên ngửa xuống này, hoặc là mình có thể tùy chỉnh cái này để tăng giảm cái độ cao thấp này. Đấy, xoay chuyển đều được hết nhá. Đó, thì nó sẽ là một con giá như này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể lướt TikTok để xoay đứng như này này, hoặc để ngang như này để xem YouTube này, hoặc có thể xoay chỉnh tùy theo nhá. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác luôn. Lên cho em là giá đứng nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại. Lên cho em là giá đỡ điện thoại đứng. Đấy, bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. Đấy. Giá điện thoại đứng này, giá điện thoại đứng, giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k cho một con giá đứng nhá. Còn con giá xoay thì sẽ là 40.000. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Hôm nay thì bên shop về thêm cho các bác một cái mã bình trà mới nữa. Thì các bác lên xem là bình trà inox. Thì nó sẽ có loại 2 lạng và loại một loại 2 lạng và một loại 4 lạng thôi nhá. Đấy, một loại 2 lạng, một loại 4 lạng. Thì tùy theo nhu cầu và mục đích các bác muốn lấy loại nào thì lấy thôi nhá. Đó, thì nó sẽ có cho các bác là loại 2 lạng và loại 4 lạng. Đây. Đấy, hàng của nó là sẽ là bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Nắp của nó thì nó sẽ có gioăng nhá, giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giữ độ chống ẩm cực kỳ là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình chè inox nhá. Thì cái bình 2 lạng này thì em sẽ có màu đen, màu đỏ và màu đen, màu đỏ và màu inox như này. Đó, màu đen, màu đỏ, màu inox nó sẽ có 3 màu. Thì các bác lấy màu nào thì các bác lên mã giúp cho em nhá. Màu đen, màu đỏ và màu inox. Đó, màu đen, màu đỏ, màu inox lên cho em là bình chè inox 2 lạng nhá. Chè inox 2 lạng. Giá thì sẽ là 100.000 trong con bình chè inox 2 lạng như này. Đấy, các bác lên cho em là bình chè inox 2 lạng này. Đó. Bình chè này. Đó, bình chè inox nhá. Inox 2 lạng, giá của nó sẽ là lên cho em là bình chè inox 2 lạng, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con bình chè inox 2 lạng như này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 3 màu. Màu inox này, màu inox này, màu đỏ này và màu đen này. Màu inox, màu đỏ, màu đen như này. Sẽ có là 3 màu cho các bác lựa chọn nhá. 3 màu cho các bác lựa chọn luôn. Hàng thì cực kỳ đẹp mà cái giá thì cũng rất là tốt nhá. Giá rất là tốt cho bác luôn. Giá này thì giá quá là hấp dẫn cho bác rồi. Đây, nó sẽ có nắp xoáy, có gioăng hết như này, bằng inox, gioăng xoáy cực kỳ là ngon luôn và rất là chặt. Thì con này các bác có thể dùng đựng chè này, đựng cà phê này, hoặc là đựng các cái loại hạt cũng rất là ok nhá. Đựng lạc, đựng vừng, nói chung là rất đa di năng luôn. Nó bằng inox thì nó rất là sạch sẽ. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con bình chè 4 lạng nhá. Con này thì nó sẽ là đựng được 4 lạng chè. Con này thì nó sẽ có là màu inox, màu vàng và màu đỏ. Màu inox, màau vàng và màu đỏ nhá. Hàng đều là hàng inox 304 không bắt nam châm. Rất là đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, thì con này các bác lên cho em là bình chè 4 lạng này. Hàng bằng inox 304 đúc liền thân như này. Cái này thì các bác có thể dùng để đựng chè, đựng lạc, đựng vừng, rồi đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng rất là ok. Hàng bằng inox sạch sẽ, không lo gì sét, có gioăng nhá. Đựng đường, đựng giếc, chống kiến, chống côn trùng cực kỳ là tốt luôn.
lên cho em là bình chè 4 lạng, giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho một con bình chè 4 lạng như này. Đấy, lên cho em là bình chè inox 4 lạng này, đó, bình chè inox nhá. Đấy. Bình chè inox 4 lạng này, đó, inox 4 lạng giá của nó sẽ là 130k nhá, 130.000 cho một con bình chè inox 4 lạng. Đấy, thì nó sẽ có hai mẫu như vậy để cho các bác lựa chọn. Cái con 4 lạng này thì bên shop sẽ về nó sẽ có là 3 màu này. Màu inox này, màu vàng gold này, màu vàng gold và màu đỏ đô này. Đấy, rất là đẹp luôn. Màu inox, màu vàng gold và màu đỏ đô rất là đẹp nhá. Thì các bác có lấy màu nào thì lấy, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác thôi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình chè inox 4 lạng nhá. Bình chè inox 4 lạng, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái điện thoại 4 sim nhá. Đấy, con này nó sẽ là một cái dòng điện thoại 4 sim luôn. Đây các bác này, đấy, nguyên đai nguyên kiện như này, hàng bàn phím nhá. Và sẽ có cho các bác là 4 sim luôn để cho các bác thoải mái sử dụng nhá. Đây, 4 khay sim luôn các bác này. 1 2 3 4 khay sim như này rất là tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em là điện thoại 4 sim nhá. Đấy, hàng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây các bác về chỉ cần bật nguồn này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, pin piếc là trong hết rồi, bật nguồn là nó sẽ lên thôi. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái dây cáp sạc nhá. Đấy. Một cái dây cáp sạc và kèm thêm cho các bác luôn là cả một cái miếng ốp luôn. Đấy, cả một cái gọi là một cái chống ấy luôn. Đấy, gọi là cái ốp lưng này luôn nhá, ốp lưng luôn. Rất là xịn sò con bò như này. Đấy, 4 sim này. Đấy, số to rõ ràng luôn nhá. Bàn phím cực kỳ là to, số to rõ ràng này. Và đây con này ưu điểm của nó sẽ có cho các bác là một con đèn pin đấy nhá. Một con đèn pin nữa. Thì con đèn pin này các bác chỉ cần là đẩy lẫy này là nó sẽ lên thôi. Đây nó sẽ là một cái đèn pin dọi các bác nhá, chứ không phải là một cái pin pin led ấy đâu, không phải là cái đèn flash đâu, đèn flash nó đằng sau cơ. Còn đây nó là một cái đèn pin đằng trước luôn. Các bác có thể dùng làm một cái đèn pin bình thường, nó siêu sáng luôn các bác nhá. Rất là sáng đấy các bác này. Đây các bác xem cái điểm sáng của nó này. Nó là một con đèn pin luôn các bác nhá, chứ không phải là một cái ấy đâu, chứ không phải là một cái đèn led đâu các bác nhá. Và giá thì rất hợp lý cho bác nhá, một con điện thoại 4 sim như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 các bác nhá. Đấy, 500 đúng không? Hả? 450.000 nhá các bác nhá. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Chỉ có 450.000 cho một con điện thoại 4 sim như này thôi. Đấy, 450.000. Lên mã giúp cho em Huấn là điện thoại 4 sim nhá. Giá sẽ là 450k một em như này. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Hàng nguyên siêu, nguyên đai nguyên kiện như này, cực kỳ chất lượng nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim này. Giá của nó sẽ là 450k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn, nhận hàng, lắp sim và thử và thanh toán. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ của thương hiệu Longines của Nhật nhá. Đấy, đồng hồ Longines của Nhật đây. Thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em là đồng hồ Longines, giá sẽ là 250.000 nhá. 250.000 cho một con đồng hồ Longines hàng của Nhật như này. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Về nhà các bác tháo cho em cái lẫy trắng này ra này. Đấy, cái này là cản pin các bác đóng vào. Đấy, đậy cái nắp này vào là nó sẽ cản pin cho các bác này. Đấy. Đây, con này thì cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, đồng hồ Longines nhá. Và nó có rất nhiều múi giờ luôn. Giờ của Paris này, giờ của Anh Pháp này, nói chung là New York này. Đấy, rất là nhiều múi giờ luôn, rất là đẹp này. Có lịch có liếc đàng hoàng. Đấy, đồng hồ Longines của Nhật nhá, giá thì chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines nhá. Đấy. Và lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Longines, giá sẽ là 250k. Đó, đồng hồ Longines này. Longines giá sẽ là 250k nhá. 250.000 cho con đồng hồ Longines như này. Đấy, cùng cái mục bình chè thì bên shop có là bình chè đồng nữa nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình chè đồng này. Chè đồng thì bên shop sẽ có là hàng mạ đồng và hàng mạ vàng như này. Đấy, hàng mạ đồng và mạ vàng nhá. Thì nó cũng là dòng 2 lạng và dòng 4 lạng, cũng đều là dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Con 2 lạng này thì giá của nó sẽ là, con chè đồng này thì giá sẽ là 230.000 này. Đấy, 230.000 cho con chè đồng 2 lạng và 240.000 cho con bình chè vàng 2 lạng nhá. Đấy, thì con chè đồng 2 lạng này sẽ là 230, còn con mạ vàng này thì đắt hơn một chút. Tất cả đều bằng hợp kim, bằng hợp kim mạ đồng hết nhá. Đấy, lên cho em là bình chè đồng và bình chè vàng. Bình chè đồng 2 lạng thì sẽ là 230.000 và bình chè vàng thì sẽ là 240.000. Đó, kích thước kiểu dáng màu sắc rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái bình chè đồng 4 lạng nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chè đồng 4 lạng này. Đó. Chè đồng 4 lạng nhá. Chè đồng 4 lạng. Giá của nó sẽ là 290k nhá. 290.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Một con bình chè như này. Màu sắc cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó cũng đều là bằng hàng
hàng hợp kim mạ đồng hết nhá. Các bác có thể dùng để đựng trà này, đựng cà phê này, hoặc là đựng các loại hạt khác cũng đều ok hết thôi. Nắp điếc xoáy của nó cực kỳ là khít luôn, kể cả một cái tóc cũng không lọt luôn các nhá. Rất đẹp, rất khít như này. Đấy, hoa văn các thứ cũng rất là đẹp luôn. Cá chép rồi hoa quả các thứ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, tất cả đều là bằng hợp kim mạ đồng, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình chè đồng 4 lạng nhá. Chè đồng 4 lạng giá sẽ là 290.000. Đó, còn chè đồng 2 lạng thì con màu vàng là 240 và con màu đồng là 230. Đó. Ngoài ra thì sẽ có bình chè inox đây, thì em vừa lên video ở đằng đầu rồi. Đấy, thì bình inox. Inox 2 lạng thì nó sẽ có 3 màu. Inox 2 lạng thì sẽ có 3 màu nhá, màu đen, màu đỏ và màu inox này. Đó, còn inox 4 lạng thì cũng có 3 màu, màu đen, màu inox, màu đỏ đô và màu vàng gold nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, màu inox, màu đỏ đô và màu vàng gold cũng có 3 màu như này. Giá thì sẽ là 130.000 cho con bình 4 lạng và 100.000 cho một con bình 2 lạng như này. 100.000 cho con bình 2 lạng như này, mua về để đựng chè thì tuyệt vời không mặt trời luôn. Bền đẹp vĩnh viễn luôn nhá. Đấy, bằng inox 304, đựng lạc, đựng vừng rồi đựng các kiểu con là đều được luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Qua lên cho là đèn bão. Con này thì siêu sáng luôn. Các bác có thể dùng, vừa dùng làm đèn ăn cơm này, rồi là nói chung là các công việc kéo lên thì nó sẽ sáng, sập xuống nó tắt này. Và có cả quạt mát luôn. Các bác nghe tiếng gió nó ù ù này. Gió rất mạnh luôn cô nhá. Gió rất mạnh luôn. Con này thì rất là mát nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Giá chỉ có 100.000 cho một con đèn bão này thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn bão nhá. Giá của nó sẽ là 100.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cả cái tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Đấy, đèn nó đang báo sáng này. Đấy, pin năng lượng mặt trời luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão này. Đèn bão giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con đèn bão như này. Rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. 100.000 cho một chiếc đèn bão này thôi. Đấy, khi các bác kéo lên thì đèn nó sẽ sáng nhá, và khi các bác sập xuống thì đèn nó sẽ tắt này. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Lên mã giúp cho em là đèn bão giá sẽ là 100k tròn. 100.000 tròn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng thì ở đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 cái khay như này và có nắp đậy, và giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho 5 cái khay như này. Kích thước của nó thì nó sẽ là 18, 16, 14, 12 và 10 nhá. Đấy, con to nhất này thì sẽ là 18 này. Đấy, 18 có nắp bằng nhựa nhá, nắp bằng nhựa mềm. Cho nên là các bác dùng nó rất là bền, không lo bị vỡ bị ấy nhá, không lo bị vỡ bị gãy. Đấy đây, nó nắp nó sẽ là nắp mềm như này. Đấy, đầu tiên là con 18 này. Tiếp theo là đến con 16 này. Đấy. Đây, đầu tiên của nó sẽ là con 18 nhá. Tiếp theo đến là một cái con 16 này. Đấy, con 16 này. Tiếp theo nữa là đến con 10 này. Con 14, 12 rồi con 10 nhá, 14, 12, 10. Đó. Mỗi cái thì nó sẽ có nắp đậy riêng hết nhá. Có nắp đậy riêng hết cho nên các bác dùng nó rất là ngon luôn. Lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng giá của nó sẽ là 5 khay inox siêu mỏng này. 5 khay inox này. Đó, 5 khay inox siêu mỏng. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60k thôi. 60.000 cho bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Tiếp theo thì em lên số một số cái mã gà tàn này. Thì con gà này, con gà này sẽ là 150.000 nhá. Qua lên cho em là gà tàn con gà. Tất cả đều bằng hợp kim mạ đồng hết nhá. Con gà này sẽ là 150k. 150k cho con gà này. Đấy, hoa văn hoa lá cực kỳ là đẹp luôn. Đây, em sẽ đi một vòng cho bác xem. Đó, hình con gà trên chóm như này. Hoa văn hoa lá cực đẹp luôn. Con gà các bác nhá, con gà gà tàn hợp kim mạ đồng này, con gà 150.000 này. Tiếp theo là con ngựa này. Con ngựa này cũng 150 cành luôn nhá. Con ngựa 150 cành các bác này. Đấy, hoa văn hoa lá cành này. Mã đáo thành công có này. Đấy, 8 con ngựa nhá. Mã đáo thành công rất là đẹp luôn. 150.000 này. Tiếp theo là đến con rồng này. Con rồng này thì cũng là 150.000 luôn này. 150.000 cho một em rồng như này này. Rất đẹp các bác nhá. Đó, các bác có thể dùng để mình làm gà tàn rất là đẹp luôn. Bác nào tuổi rồng thì có thể mua cho em con rồng này rất là đẹp này. Tiếp theo thì em lên cho bác là cái con hạc này. Đấy, con hạc đồng có nhá, con hạc đồng như này. Thì ở đây thì nó sẽ có một cái khay để các bác đựng trầm hương để mình đốt, thì mình có thể cho trầm hương vào đây. Các bác có trầm hương thì cho trầm hương vào đây. Đó, lên cho em là con hạc nhá. Con hạc con này thì giá chỉ có cho các bác là 60.000 cho một con hạc như này thôi. 60.000 cho một con hạc bằng đồng như này thôi nhá. Hạc đồng 60.000 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác các cái mã là ví dụ như là con chó này. Con chó gà tàn này. Con chó này là 230 à? Chó 230 à?
Đấy, lên cho em là chó gà tàn nhá. Đấy, con chó gà tàn này giá sẽ là 230.000 cho một em chó như này nhá. 230.000 cho một em chó này rất là đẹp luôn này. Đấy, màu sắc sặc sỡ này, hoa văn này. Đấy, rồi mắt mũi cái thứ cực kỳ là tinh xảo luôn. Lên cho em là chó gà tàn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 này. Tiếp theo là đến em voi gà tàn này. Đấy, voi à trâu gà tàn này. Đây, nó sẽ là một em trâu rất là đẹp như này. Sừng các thứ rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó, đeo dây tiền này. Đó, hoa văn rất là đẹp nhá. Hoa lá cực kỳ là đẹp luôn. Con này thì các bác lên cho em là em trâu gà tàn 230.000 nhá. Đấy, tiếp theo là đến em cóc gà tàn này. Đấy, em cóc này. Một em cóc rất là đẹp luôn và có đính một viên ngọc ở dưới cằm như này và ngậm một đồng tiền như này nhá. Cóc gà tàn này, giá cũng là 230.000 này. 230.000 thì em cóc gà tàn này. Đó, giá sẽ là 230k. Những em này em giới thiệu video trước và cho nên qua nhanh thôi. Tiếp theo đến em voi nhá. Voi gà tàn này. Voi gà tàn này, con này thì cũng là con có Thiên Nga nào không? Voi gà tàn này giá của nó sẽ là 230.000 cho một em voi gà tàn như này nhá. Lên cho em là voi này. Voi gà tàn giá sẽ là 230.000 này. Đấy, 230.000 cho một em voi gà tàn như này. Trên đầu có đính một viên ngọc rất là đẹp luôn. Đấy, 230.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo là đến cái bạn Thiên Nga gà tàn này. Đó, Thiên Nga đây. Một con Thiên Nga cực kỳ lộng lẫy và đẹp luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác một con Thiên Nga như này. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Đấy. 150.000 cho một em Thiên Nga như này thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Thiên Nga 150 hay là 190? Thiên Nga là 190.000 các bác nhá. Đấy, xin lỗi các bác nhầm sang mấy mã bên kia. Thiên Nga sẽ là 190.000 nhá. Đấy, 190.000 cho một mã em Thiên Nga rất là đẹp như này. Xin lỗi các bác nhầm nhá. 190k cho mã em Thiên Nga như này nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái hộp tăm nhá. Hộp tăm gà tàn này. Đấy, một hộp tăm rất là đẹp như này. Đấy, bằng hợp kim mạ đồng này. Đấy, hộp tam đồng này, các bác lên cho em là hộp tam đồng cho nó khỏi nhầm với cái hộp tam thông minh. Giá của nó sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một cái hộp tam đồng như này. Đó. Lên cho em là hộp tam đồng này, giá của nó sẽ là 90.000. Siêu đẹp luôn các bác, chỉ cần nhấn này là tam nó sẽ đẩy lên. Đấy, không dùng thì mình ấn xuống rất là sạch sẽ và đẹp và vệ sinh nhá. Vừa để trang trí trên bàn ăn phòng khách hoặc là các bác để trong không gian nào cũng phù hợp hết, rất là đẹp, sạch sẽ và tiện nghi. Giá của nó sẽ là 95.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái con tỳ hưu gà tàn nhá. Con này sẽ là 260.000 cho một em tỳ hưu như này. Đấy, lên mã cho em là tỳ hưu. Đấy, tỳ hưu gà tàn này. Giá của nó sẽ là 260.000 cho một em tỳ hưu như này các bác này. Hàng bằng hợp kim mạ đồng cực chất cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là dòng mà được các bác mua rất là nhiều luôn, rất là chuộng, tại vì con này của nó thì nó chỉ có ăn vào thôi. Đấy, cho nên là các bác mua về thì nó rất là vượng khí, tài lộc cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác nên sở hữu cho em một em tỳ hưu gà tàn như này nhá. Lên cho em là tỳ hưu nhá. Giá của nó sẽ là 260.000. Đấy, tiếp theo thì một em ngựa đây, một em ngựa cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và giá thì con này bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một em ngựa như này nhá. 260.000 cho một em ngựa gà tàn như này. Rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn. Giá sẽ là 260k. Đó, 260.000 cho một em ngựa như này. Giá rất hợp lý các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là ngựa gà tàn nhá. Con này thì cực kỳ là to luôn. Chiều dài của nó khoảng 25-27 cm và chiều cao của nó thì vào khoảng trên 20 cm. Con này thì rất to luôn. Các bác có thể để trang trí trên bàn hoặc là phòng khách hoặc là để các khu vực đều được. Đấy, dùng làm gà tàn thì rất là ok. 260.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái em kim quy nhá. Kim quy. Các bác lên cho em là kim quy, tức là rồng rùa nhá. Rồng rùa thì các bác lên cho em là kim quy này, rất là đẹp luôn. Đó, một em kim quy như này và giá thì sẽ là 200 kim quy này bao nhiêu? 590. Các bác lên mã giúp cho em đó là kim quy nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 cho một em kim quy như này. Đấy, bên trên của nó thì đều là bằng ngậm tiền hết này. Đấy, ngồi trên chốc tiền như này rất là đẹp luôn. Đấy, kim quy, rồng đầu rùa thì các bác lên cho em là kim quy nhá. Giá sẽ là 190.000. Rồi ok. 200 triệu. Này bên shop về rất nhiều mã hàng thì em lại tiếp tục lên video gửi tới các bác nhá. Vít cân ký lại tiếp tục về nhá. Rồi máy xay sinh tố, bếp hồng ngoại này. Rồi chảo chống dính, hàng Nhật xuất nhá. Rất nhiều mã hàng mới lên cho anh em các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bỏ trên ghế mình ơi. Thì đầu tiên em lên cho bác cái vít cân ký nhá. Đây nó sẽ là 1kg này. 1kg của nó thì nó sẽ vào khoảng là từ 1kg thì nó sẽ là vào khoảng từ
10 đến 12 chiếc nhé, từ 10 đến 12 chiếc, to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ bản là như này quá nhá. Còn nó sẽ có thể thay đổi tại vì hàng cân ký chứ không phải là hàng bán theo cái, cho nên là các bác có hết sức thông cảm thôi. To nhỏ lớn bé dẹt tròn mẹ con đầy đủ cả. Đây em sẽ cân thử cho bác xem nhé. Đây. Cân của nó thì khá là nhiều luôn. Số lượng của nó thì nó sẽ là trên 10 chiếc nhá. Trên 10 chiếc và giá thì sẽ là 101. Tính ra các bác mua chỉ mất đâu đó vào khoảng là 8 đến 10.000 cho một chiếc vít như này thôi nhá. 8 đến 10.000 cho một chiếc vít như này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng để phục vụ quý cô bác anh chị và các bạn luôn. Thì các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đây nhá. Số lượng của nó là 1 cân các bác này, 1 cân đây. Đây, 1 cân nhá. 1 cân thì các bác sẽ nhận được này, 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 12 nhá. Đấy, cơ bản như này. Đấy, còn đếm kỹ thì nó khoảng 13 14 chiếc. Tính ra các bác mua vào nó chỉ mất được khoảng là 10.000 thôi, 10.000 cho một chiếc này thôi, chưa đến 10.000 đâu các bạn. Đây, 2 này, 4 này, 6 này, đấy, 8 này, 10 này, 12 này, 14, 15. Đấy, đây là em đếm sơ bộ như vậy nhé. Còn là em sẽ bảo hành cho các bác là 1 cân là sẽ trên 10 chiếc nhé. 1 cân sẽ trên 10 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một cân như này. 110.000 cho một cân nhé. Còn các bác mua nửa cân thì giá sẽ tốt cho các bác là giá sẽ là 60.000. Đấy, nửa cân thì nó tầm này các bác này. Nửa cân thì tầm này. Đấy, nửa cân thì sẽ là từ khoảng 5-6 chiếc nhé. Giá của nó thì nửa cân thì hôm nay bên em sẽ về cho các bác cái giá tốt hơn một chút nhé. Đó. Nửa cân thì sẽ về cho các bác cái giá tốt hơn một chút. Giá của nó sẽ là một nửa cân thì giá sẽ là 60k. Đấy. Thì các bác lên cho em là vít cân ký nhé. Đấy. Lên mã giúp cho em là vít cân ký này. Vít cân ký nhé. Vít cân ký. Giá của nó sẽ là 1kg nhé. 1kg thì sẽ là bằng 110k nhé. 110k. Còn 0,5kg thì giá của nó sẽ là 60k nhé. 60k. Bán lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút. Các bác hết sức thông cảm thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng bộ sản phẩm. Đó là cái mũi khoan tháp các bác nhé. Mũi khoan tháp đa năng. Con này thì khoan được tất cả chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Lên cho em là mũi khoan tháp nhé. Đấy. Lên cho em là 5 mũi khoan tháp này. 5 mũi khoan tháp giá sẽ là 180.000. Hàng của thương hiệu Unica Japan nhé. Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá rất hợp lý. Một hộp của nó sẽ bao gồm là 5 mũi kèm thêm cho các bác là một cây lấy dấu nữa nhé. Đấy. Tức là các bác sẽ nhận được là 6 món này. 1, 2, 3, 4, 5. Với một cây lấy dấu nữa là 6 món. Đấy thì mũi của nó sẽ là từ 4 đến 32 này. Từ 4 đến 24, 4, 12, 4 đến 8 nhé. Đó, đầy đủ các mũi này cho em này. Đó, chất liệu của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ là sắc bén luôn. Đấy, sắc bén luôn nhá. Đây, lấy dấu thì các bác chỉ cần là nhấn như này cho em là có dấu này. Đấy, nhấn này là có dấu các bác này. Đấy. Các bác nhấn này cho em là có dấu này. Đó. Đấy các bác này, đây, dấu nó ra các bác này. Dấu ra rất là rõ luôn. Đó, dấu ra rất là rõ luôn các bác nhá. Đấy, nhấn này là có dấu rồi. Các bác cứ nhấn, nhấn nhẹ nhấn đều tay này là cái lò xo nó sẽ nảy là có dấu đây các bác này. Đấy, dấu nó ra rất là rõ luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Bộ 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này, giá của nó sẽ là 180.000. Giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng của nó sẽ là hàng thép gió mạ titan nhá. Đấy, chất thép của nó thì khỏi phải bàn rồi. Kích thước con này thì từ 4 đến 32. Hàng thép gió mạ titan nhá. Thép gió mạ titan các bạn, dày dẫn chắc chắn, giá sẽ là 180k. Hàng của Unica Japan này. Đấy. Unica Japan. Đó, Unica Japan. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái lô chảo nhá. Chảo này thì nó sẽ là hàng cao cấp, hàng chảo chống dính cao cấp này. Đấy. Không chứa EPOA này. Đấy, tốt cho sức khỏe các bác nhá. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng kết cấu đáy của nó là 3 lớp nhá. Con này thì 24 cm. Hàng này thì các bác đun bếp từ bếp ga thoải mái luôn. Các bác lên các bác cứ gõ cho em là công ty Five Star này. Five Star là nó sẽ ra. Hàng này nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng Việt Nam, sản xuất ở Việt Nam và xuất sang thị trường Nhật nhá. Đây, Made in Japan này, hàng Việt Nam xuất Nhật các bác nhá. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Phần con này thì nó sẽ là 24 cm. Cho nên các bác lên cho em là chảo 24 nhá, chảo 24. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000 cho một con chảo 24 như này. 290k nhá. Lên cho em là chảo 24. Đáy của nó là 3 lớp, các bác có thể đun bếp từ bếp halogen, bếp hồng ngoại được hết nhá. Chiên rán xào nấu thoải mái luôn. Chống dính của nó là dạng chống dính lưới, siêu chống dính cho các bác luôn. Đáy này của nó sẽ là 20 miệng này của nó là 24 cm nhá. Chảo 24 thì lên cho em là chảo 24, giá của nó sẽ là 290.000. Đó, lên cho em là chảo 24, giá sẽ là 290k nhá. 290k cho con chảo 24 như này. Đó, chống dính 2 3 lớp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chảo 30 nhá.
Con này thì các bác lên cho em là chảo 30 này. Đấy, con này thì cực kỳ to luôn. Cán của nó bằng inox hết này. Quai dập đặc cực kỳ dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đinh đột đinh điếc cực chắc luôn. Mua một con này thì bền vĩnh cửu luôn. Dùng từ đời nọ qua đời kia các bác nhá. Rất là dày các bác, rất là dày. Đó, rất là dày luôn. Thì em sẽ cân cho các bác xem luôn. Cái cân nặng của nó nhá. Đây. Thì con to này của nó thì nó sẽ là nặng là 1,4 cân nhá, gần 1,4 cân. Đấy, con to này là nặng gần 1,4 cân này. Rất nặng luôn nhá, dày dẫn chắc chắn nhá. Nặng là 1,4 kg này, 1,4 kg. Lên cho em là chảo 30 nhá, chảo 30. Giá của nó sẽ là 370.000 nhá. 370k cho một con chảo 30 như này. Con này các bác mua là cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy. Đế 3 lớp này, hàng logo của hãng này. Hàng này nó sẽ là hàng xuất đi Nhật nhá. Việt Nam xuất đi Nhật. Đây, chống dính lưới này, cực kỳ dày dẫn luôn. Đấy, made in Việt Nam nhá, made in Việt Nam. Hàng này thì nó sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Đấy, và hàng xuất đi Nhật. Đấy, xuất đi Nhật. Đấy, còn con này thì con 24 này của nó thì nó sẽ là 8 lạng nhá. Đấy, con 24 này thì cân nặng của nó sẽ là 8 lạng này. Đó, 8 lạng và giá của nó sẽ là 290k. Lên cho em là chảo 24. Chảo 24 nhá. Đấy. Con này thì nặng 8 lạng và giá sẽ là 290.000. Còn con chảo 30 này thì nặng là 1,4 cân, rất là nặng luôn. Cầm thích lắm các bạn, đầm tay, dày dẫn chắc chắn, rất là dày luôn. Đấy, inox sáng bóng này, đáy 3 lớp này, bếp từ halogen, hồng ngoại các loại bếp sơn hết. Giá thì sẽ là 2 con như trên. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp hồng ngoại các nhá. Đấy, các bác lên cho em là bếp hồng ngoại này. Đấy, nó sẽ là một con bếp hồng ngoại như này. Đấy, con này sử dụng điện 220V. Đấy. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn các bạn. Đây, bọc của nó là bọc thép hết này. Đấy. Điện của nó là công suất là 2000W và sử dụng điện của nó là 220V nhá, 220V. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Matika con này. Đấy. Matika, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, nó có cả sách ấy đấy. Có cả cái bảng thẻ đọc đấy. Đọc thẻ ấy. Đấy, bác lấy có cái thẻ hay là nguyên quyển sách mở ra được. Đây, công suất của nó là 2000W này, điện 220-240V 50Hz nhá. Kích thước của nó là 45x86 này. Đấy, 45x86 nhân với lại 33 nhá. Đấy, 33 coi nhá. Đó, thì đây em sẽ cắm điện trực tiếp cho xem luôn. Cắm điện 220 nhá. Đấy các bác, cắm vào phát là bật lên là xong này. Đấy. Đây các bác này. Đây. Các bác chọn chế độ này, chế độ lẩu hoặc là các chế độ này, sau đó thì các bác tăng giảm nhiệt độ cho em này. Đó, và có cái hẹn giờ luôn nhá. Đây. Con này thì bật phát là nóng hổi luôn các bác nhá. Sờ vào rất là nóng luôn các bác, rất là nóng luôn này các bác. Đấy. Bật phát là nóng luôn, nó rất là nhạy các bạn, rất là nhạy này. Tăng giảm này, tắt nguồn đi các bác này. Đấy. Rất nhanh luôn. Đó. Và con chảo này thì đun thoải mái nhá. Đấy, con chảo này đun bếp hồng ngoại là thoải mái luôn các bác này. Đấy, đun bếp hồng ngoại thoải mái luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bếp hồng ngoại như này. Đấy. Đặt lên phát là nóng luôn các bác này. Đấy. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá, bếp hồng ngoại. Đấy, đây thì khi mà em hướng dẫn các bác khi sử dụng nhá, về nhà thì các bác chỉ cần nhấn cái nút nguồn thì nó sẽ lên này. Đấy, sau đó thì các bác chọn chế độ cho em này. Đấy, chọn các chế độ cho em. Đây. Đấy, mình dùng chế độ nào thì mình nhấn vào cái chế độ đấy cho em là xong nhá. Đó, sau đó thì mình tắt đi này, rất là ngon luôn. Có hẹn giờ này. Đấy, 800W này, 60 phút này, 1600W 90 phút này và 2000W là 120 phút này. Đó, đây đầy đủ các chế độ cho các bác nhá. Giá thì một con bếp hồng ngoại như này, cái shop đang gửi tới bác cái giá đó là 500k nhá. Đấy, 500. Con bếp hồng ngoại là bao nhiêu nhỉ? 500 á? Các bác lên mã giúp cho em đó là bếp hồng ngoại nhá. Đó, bếp hồng ngoại này. Đó. Bếp hồng ngoại giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k trong con bếp hồng ngoại như này, bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay các bác nhá. Máy xay thì bên shop về cho bác cái dòng máy xay như này. Một con máy xay hàng của thương hiệu Sato nhá, Sato. Hàng cũng là hàng xuất Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật cho bác luôn. Đây. Con này thì hàng sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật như này. Đây, máy xay sinh tố đa năng này. Đấy, sản phẩm đạt chất lượng cao luôn. Đấy. Đây. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật như này. Đây, logo cờ Việt Nam và cờ Nhật đây. Con này thì hàng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con cối xay khô như này này. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một con cối xay khô nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là một con cối xay khô như này. Con này thì nó sẽ có cái lẫy sập như này, cho nên là khi các bác sử dụng thì sập đúng lẫy cho em. Sập đúng lẫy là ăn tiền các nhá. Đấy, đúng lẫy này. Các bác sập đúng lẫy này, xoáy vào cho em là xong này. Đó, đầu tiên là đây. Đấy các bác này, xoáy rất mạnh luôn. Đấy. Nó sẽ có hai số luôn nhá, hai số luôn. Con này thì các bác có thể xay thịt, xay làm giò, làm giếc đều được nhá. Nắp của nó thì nó cũng là dạng nắp sập lẫy như này, cho nên là rất là tiện con này. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái con này thì nó sẽ là xay khô này các bác, xay tiêu, xay gạo, xay
điều hoặc xay các cái loại hạt ở đây đều được hết nhé. Xoáy ra này, đây nó sẽ có hai cái lưỡi như này, các bác cho các loại hạt vào đây cho em. Đó, dòng này của nó sẽ là có cái tính năng sản xuất là đời mới luôn, ăn múi như này và cái lẫy nó sập như này, sập có ba cái khe sập như này, ba cái khe này các bác này, thì các bác gần như là lắp gối vào, sau đó thì mình xoay vào, xoay theo chiều kim đồng hồ như này thì nó mới sập lẫy thời gian được. Đấy, và khi các bác xay thì nhớ giữ cái cối này cho em. Đó, đây, máy chạy cực kỳ khỏe luôn, em mới có để số 1 thôi. Đấy, còn con này thì các bác có thể xay các cái loại hoa quả này hoặc xay cua, xay kiếc vào cái cối to này cho em này. Đấy, đây. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Đậy cái nắp này vào này. Đấy, đậy cho em cái nắp này vào. Đó. Đây. Đậy cho em sập cái nắp này vào là ok nhá. Đấy. Đây, các bác này. Đấy, xay rất là ngon luôn các bác này. Đó, xay rất là ngon luôn. Đấy. Hai số nhá, cực kỳ là khỏe luôn các bạn. Hai số cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, cực kỳ là ngon lành luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ là một con máy như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1,2 lít này, 530W này. Đấy, khối lượng 2,1 kg. Hàng thì hai chữ song ngữ Việt Nhật luôn. Kích thước của nó là 265 x 172 x 270. Đó, đầy đủ các thông số như này cho các bác nhá. Đó. Lên cho em là máy xay sinh tố à? Máy xay sinh tố đúng không? Máy xay sinh tố giá sẽ là 650.000 nhá. Đó. Máy xay sinh tố này, xay sinh tố giá sẽ là 650k cho một con máy xay sinh tố như này. Hàng bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra và thanh toán nhé. Đấy, kiểm tra chạy thử bằng máy thôi chứ còn không thử đồ các bác nhé. Các bác thông cảm, hàng mới không thử đồ được. Đây, củ kiếc của nó cực kỳ là chắc luôn các bác nhé. Đấy, củ kiếc cực kỳ chắc luôn. Hàng còn nguyên tem niêm phong này. Đấy, ngày sản xuất này 24/4/2023 này, sản xuất tại công ty điện tử Việt Nhật này. Đây, đấy, công thông số thông suất đàng hoàng, máy xay sinh tố đa năng nhá. Có mã đàng hoàng. Các bác cứ lên mạng các bác tra cái mã này nó sẽ ra là trên mạng họ đang bán cả tiền triệu đấy nhá. Đấy, nhưng riêng bên shop bán cho bác giá cực tốt luôn rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này, đó, design in Germany của này, đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn các nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này, đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k. Và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này. Cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này. Chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng... đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhé. Vung nắp bằng kính cường lực hết. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhé, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhé. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp ga halogen.
hàng sáng bóng luôn các bạn, nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bạn này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bạn này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác, đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhé. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhé. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy, tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello các bác nhá. Ngày nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một lô hàng rất chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng các nhá. Đó. Hàng về số lượng. Đầu tiên lên cho bác đó là cái bút thử điện nhá, bút thử điện hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Bút này thì bên em lên tên nó là bút thông mạch các nhá. Đây, bút thông mạch này. Đấy, chạm vào nó sẽ sáng như này. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, đấy các bác trông thấy không? Bò cho vào nước thoải mái luôn nhá, cho nước thoải mái luôn các bác này. Đó, cho nước thoải mái luôn các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Bút như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc nhá, 30.000 một chiếc như này. Đấy, bác nào lấy combo từ 2 chiếc trở lên thì bên em tính cho bác giá 50.000 cho 2 chiếc như này các bác nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, thì đây nó sẽ là một cái dòng bút thông mạch các nhá. Bút thông mạch này. Đấy, các bác chạm như này là nó sẽ lên này. Đấy thì các bác có thể dùng để mình đo điện này. Đấy các bác nhá, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Đấy, thông mạch nhá, tức là có nước vào thì nó sẽ thông mạch và nó sẽ sáng qua đây. Đấy. Bác thấy không? Nước thì nó dẫn điện mà. Đó, rất là ngon lành luôn. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một con bút thông mạch như này nhá. Bút thông mạch giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc này. Đó, hàng rất chất lượng để phục vụ các bác luôn. 30k cho một chiếc như này.
lên mã giúp chưa, là bút thô mạch nhá, giá của nó sẽ là 30.000. Các bác nào lấy từ 2 cái trở lên thì giá sẽ là 50k. Đó. Lên cho em là bút thông mạch nha. Bút thông mạch nha. Đó. Bút thông mạch giá của nó sẽ là 30k trên một cái. Đấy, còn là trên một chiếc nhá. Đấy, còn lấy 2 cái thì sẽ là 50k nhá. 2 cái thì sẽ là 50.000 cho 2 chiếc này. Đó, rất chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Các bác lên cho em là hộp mũi khoan đỏ, hộp nó sẽ là màu đỏ như này. Đấy, hàng cũng là của thương hiệu Unica Japan này. Đấy, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, của thương hiệu Unica nhé. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi khoan đa năng như này. Đấy, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tarogen nhé. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tarogen như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhé. Đây. Đấy, thì đây nó sẽ là dòng mũi khoan tháp này. Thép của nó sẽ là thép gió mạ titan nhé. Thép gió mạ titan, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là mũi từ 4 nhá, đều là mũi 4 hết. Đầu tiên là mũi 4 đến mũi nhỏ nhất là 4 đến 12 này. Mũi to nhất là 4 đến 32 này, mà mũi nhỡ là 4 đến 20 này. Và ba mũi tarogen cho các bác nhá. Ba mũi tarogen như này. Đó thì sẽ rất là ok cho các bác cho một cái combo như này. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ nó sẽ là hộp màu đỏ như này. Hộp mũi khoan đỏ này, đó. Hộp mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan này. Hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110k nhá. 110.000 cho một hộp như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan này. Đó, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, Unica Japan thôi nhá. Unica Japan. Giá thì chỉ có 110k thôi. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá sẽ là 110.000. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá. Đây. Cái bộ lục giác rất là tuyệt vời luôn. Bên shop về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, lên xem là bộ lục giác này, hàng của nội địa Nhật này, hàng của thương hiệu Tajima nhá, Tajima made in Japan nhá. Đấy, Tajima made in Japan như này. Đấy, bộ này là nó sẽ là bộ lục giác 7 màu. Lên xem là bộ lục giác 7 màu nhá, hàng của Tajima này. Đấy, Tajima made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90 cành thôi. Lên xem là bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác này, đó. Bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác 7 màu giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Giá của nó chỉ có 90.000 thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9 chi tiết như này nhá. 9 chi tiết như này, rất là đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, 9 đầu các bác nhá, 9 đầu như này. Nó sẽ có cho các bác là 1/5, 2, 2/5, 3, 4, 5 này. Đấy, rồi đây sẽ là 680. Đấy, 680. Bộ lục giác 7 màu đẹp miễn chê luôn nhá. Hàng thì đầu của nó một bên là đầu bi, một bên là đầu lục giác như này. Hàng cao cấp cho các bác luôn. Tajima made in Japan. Chữ khắc nổi luôn nhá. Chữ khắc nổi luôn. Hàng thương hiệu Tajima made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ lục giác 7 màu như này nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là một bộ như này. Giá chỉ có cho các bác là 90 cành thôi nhá. 90 cành cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Lên trên là bộ lục giác 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Giá của nó sẽ là 90k nhé, 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các lô kéo cắt gà nhé. Kéo cắt gà hàng của Đức, hàng thương hiệu Winling của Đức nhé. Đây, made in Germany bên này. Đó, made in Germany, hàng của Đức, thương hiệu Winling, hay người hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, lên mã giúp cho anh em là kéo cắt gà nhé. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k. Hãy lên cho em là kéo gà Đức nhé. Kéo gà Đức này, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90 cành cho một con kéo gà Đức như này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Con này thì hàng cực kỳ là ngon luôn. Hàng ngon, dày dẫn chắc chắn ngon lành cho bác luôn. Hàng made in Japan nhá. Made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng ngon lành, dày dẫn chắc chắn và rất là chất lượng cho bác nhá. Rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hợp lý luôn nhá. Chỉ có 90.000 cho một con kéo gà như này. Hàng này nó sẽ là hàng đa di năng nhá. Các bác thứ nhất là cái phần hõm này các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn, cắt nem này. Thứ hai là các bác có thể dùng cái phần này để đánh vảy cá này, đánh vảy cá này. Thứ ba là các bác có thể dùng cái này để kẹp cua ghẹ này. Con gà 2, 3, 4 cân đều cắt ngon hết nhá. Cắt rất là ngon luôn con này. Đấy. Ngoạn vào là mình có con gà là mình cắt thôi, không cần phải dùng thớt nữa, mất vệ sinh. Đấy, hàng của thương hiệu Winling nhá. Winling của Đức hay người đây. Made in Germany con này. Đó, đây. Made in Germany. Đó, chữ khắc chìm luôn nhá. Made in Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là kéo cắt gà Đức nhá. Kéo gà Đức, giá của nó sẽ là 90k trong con kéo gà Đức như này. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác cái lô bơm 2T nhá.
hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, và giá thì rất là tốt nhá. Đấy, bơm 2T, hàng nội địa của Nhật, một con bơm chất lượng như này. Đấy, một con bơm cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Nhật nhá, made in Japan con này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu Santalay. Ở đây thì nó sẽ là một con bơm như này, kèm thêm cho các bác là các cái đầu bơm nhá, các đầu bơm như này. Các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng, rồi bơm các loại đều được hết nhá, bơm xe đạp, xe máy, ô tô đều được hết. Đấy. Bơm thì rất là đẫy hơi luôn, hàng thương hiệu Santalay Japan các bác này. Đó, Santalay made in Japan cho các bác luôn. Made in Japan, chữ khắc chìm trên thân bơm luôn. Hàng chất lượng cho các bác nhá, bơm 2T, sơn tĩnh điện như này. Đấy. Sơn tĩnh điện như này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, khung xương sơn tĩnh điện dày dẫn chắc chắn, xi lanh bằng inox như này, các bác có thể bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm được hết nhá. Đấy. Các bác có thể dùng về con này thì dung tích của nó là lên tới 10 cân, nhưng các bác có thể bơm được 10 cân luôn. Đây con này, đấy. Các bác xem đây, em giữ tay không mà cái lượng bơm nó đã lên 2 cân thì em bỏ ra này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đấy, giữ tay không lên 3 cân. Đấy, các bác thấy không? Đây, thì một con bơm như này các bác lên cho em là bơm 2T nhá, bơm 2T. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là lên cho em là bơm 2T này. Đó. Bơm 2T giá của nó sẽ là 240k nhá. Và bao ship tận nhà cho bác luôn. 240.000 và bao ship tận nhà. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái dao dọc giấy quá nhá, dao dọc giấy đây. Đấy, hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy như này, bên ngoài của nó thì là bằng cao su non và bên trong thì là nhựa cứng nhá. Đấy, một dao kèm một lưỡi như này, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k trên một cây như này nhá, 15k trên một cây như này. Đấy, còn bác nào mua từ 3 cây trở lên thì bên em tính cho bác cái giá là 40.000 nhá. Đấy, mua từ 3 cây trở lên thì sẽ tính cho bác cái giá là 10.000 một cây thôi. Đó, mua lẻ là 15.000, còn mua từ 3 cây trở lên thì giá sẽ là 10k một cây nhá. Đấy, 3 cây thì sẽ là 30.000. Đấy, thì các bác nên mua từ 3 cây trở lên, 3 cây là 30.000, còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 cho một cây như này. Lên cho em là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy hàng bãi Nhật, cực kỳ là đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 15k một cây này thôi. 15k trên một cây này. Đấy, còn mua từ 3 cây trở lên tính cho bác với giá là 10k nhá, 10k một cây này thôi. Đấy, dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bình xịt nhớt cũng nhá, bình xịt nhớt bên shop về số lượng và cũng bán cho bác giá chỉ có 40.000 cho một con bình như này thôi. Con này có thể ngoắt ngéo này, ngoắt ngéo đảo chiều rồi đưa vào các vị trí khó đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt thế này. Các bác có thể dùng để tra dầu, tra nhớt, rồi nói chung là làm các công việc đều ok hết. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt thế này nhá. Em mã cho là bình xịt nhớt, giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho một con bình xịt nhớt thế này. Đó, rồi ok. Không đang sống trong tương lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi công 12 dự án giao thông trong những tháng cuối năm, thông tin có trong chuyên mục Trước Giờ Mở Cửa. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương cần thận trọng trong việc xây dựng tạo nguồn cán bộ trung ương là nội dung trong thời sự toàn cảnh. Phần cuối chương trình như thường lệ là bản tin thật và giả. Bây giờ xin chuyển tới quý vị và các bạn phần tin tức. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành xem xét cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật. Đáng chú ý là chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Đây là một trong hai chuyên. Hello chào các bác nhé. Nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác cái lô đài FM của Nhật nhé. Dòng này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Nó là một cái dòng cực kỳ chất lượng. Đợt này thì về mẫu mã có cải tiến, có thêm cho các bác một con đồng hồ nữa. Hàng combo và giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Kỳ 2 và dịp mùng 2 tháng 9 tới. Đây. Dự án với số vốn đầu tư hơn 2.500. Mặt của nó thì được mạ chrome rất là sáng bóng nhá. Còn thân của nó thì nó sẽ là ốp gỗ như này, ốp giả gỗ này các bác này. Đấy. Thân của nó ốp gỗ rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy các bác này. Rất là đẹp luôn. Đó, có thấy không? Đây. Âm lượng có nhỏ đây nhá. Có nhỏ ở đây và cho bé đi ở đây này. Đấy. Cơ quan này, con này thì có các bác có thể là nghe đài hoặc là nghe MP3 nhá. Các bác có thể bắt Bluetooth để nghe MP3 cũng rất là ok luôn, nghe nhạc bắt Bluetooth nó cũng như một con loa Bluetooth luôn. Nói chung là hàng đa chức năng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới là giá rất là tốt luôn. 31 tháng 1 năm 2024. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Tỷ đồng. Từ hôm nay, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được chi trả theo quy định mới. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 tại nghị định. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là đài FM nhé. Con này thì đang bán là 300, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 260.000 thôi. Đấy, lên cho em là đài FM nhé. Đài FM này.
em đang bán là 300k, đợt này về cho bác giá cực sốc luôn, 260k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn, 260.000 cho một con đài FM này, bao ship đến tận nhà, nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác nhé, nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Đó, nhận hàng các bác có quyền test thử kiểm tra đấy, thanh toán các bác nhé. Đấy, có đồng hồ này, tháng 9 năm 2000. Con này thì nó sẽ có đồng hồ nhá, đây anten của nó này. Đấy, các bác có thể xách đi xách về rất là gọn luôn này, như một cái vali luôn. Đó, rất là gọn luôn. Cái này thì các bác có thể để điện thoại lên cũng ok. Đó. Và đây thì nó sẽ có các cổng kết nối như là jack 3.5 để các bác nghe nhạc này, tai nghe này, à USB này, thẻ nhớ này, rồi chân sạc vào này. Đó, và đây là cái điều khiển cái công tắc của đồng hồ nhá. Các bác tắt đi này, bật lên này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái nút để các bác núm đây, cái núm này để các bác điều chỉnh đồng hồ này. Đó, núm này các bác điều chỉnh đồng hồ. Và đây là cái công tắc tắt bật đồng hồ nhá, công tắc tắt bật đồng hồ ở đây. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác với con giá rất là hợp lý luôn, một con đài FM như này, giá chỉ có 260.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác một quả pin 18650 luôn rồi. Cứ về cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đó, rất là tiện ích các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đó, các theo. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Lên cho em là đài FM nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 cho con đài FM như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái khăn lau giày nhá. Các lên cho em là khăn ướt lau giày nhá, khăn ướt lau giày. Đấy, khăn ướt lau giày. Các bác lên cho em là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt này. Cái này là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt lau giày. Giá của nó sẽ là 20k trên bịch như này thôi. 20.000 trên bịch như này. Và 50k thì là sẽ là bằng 3 bịch nhá. Đấy, 50k là sẽ là bằng 3 túi. Đó, 50.000 3 túi, còn là 20k trên một túi nhá. 20k trên một túi. Đó, 20k trên một túi như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn lau mà nó sẽ rất là đa di năng luôn. Đó. Thì nó sẽ lau được hết các loại giày nhá, giày vải, giày giấy, giày ướt, giày khô là lau được hết nhá. Các bác chỉ cần là mở cái nút này ra này. Đấy, mở cái nút này ra. Sau đó thì mình lấy cái khăn ra. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn nó đã có sẵn tẩm sẵn xà bông rồi. Đấy, xà bông cũng như là các cái chất tẩy thôi nhá. Đấy, xà bông và các cái chất tẩy rồi. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái khăn như này. Khi lau vào thì cái xà bông của nó ra rất là nhiều luôn nhá. Đấy, xà bông nó ra rất là nhiều luôn. Các bác có thể dùng để lau giày, lau dép đều được hết đây. Ví dụ như này này. Đấy các bác này, đây như em đang lau này. Đấy, lau là nó sẽ sạch bóng lên luôn các bác nhá. Đấy, ví dụ giày dép của các bác bẩn này, đây nhá. Đôi dép này của em nhá. Đấy, nó rất là bẩn luôn này. Đấy, em lau phát là nó sẽ sạch luôn nhá. Cái này thì nó sẽ có là có cả xà bông bên trong luôn. Có cả xà bông bên trong đây, cái này em mục sở thị cho các bác xem luôn. Chứ không cần phải là đấy, các bác cứ lau sạch đi này cho em, xong rồi mình lấy cái khăn khô mình lau đi là xong. Lấy khăn khô mình lau đi nhá. Đấy, mình lấy khăn khô mình lau đi. Đó, đây các bác này. Đấy, các cái vết bẩn nó sẽ ra hết khăn luôn. Đây, các bác xem nhá. Đấy, em lau có một tí này. Đấy, cái bên lau rồi và bên chưa lau khác nhau hoàn toàn nhá. Lau rồi nó như mới luôn các bác này. Đấy, lau rồi nó như mới luôn. Thì các bác đi giày, giày da, giày vải các thứ, mình chỉ cần lau đi như này cho em là xong này. Đấy, lau đi như này là sẽ sạch bóng hết luôn. Đấy, đây như cái đôi dép này em lau này các bác thấy không? Đây. Đấy, một nửa chưa lau nó đen xì xì này. Đấy, mốc trắng nhá. Nửa này lau rồi lại hồng lên các bác này. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, thì lên cho em là khăn ướt lau giày nhá, khăn ướt lau giày. Đó, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Cái này thì nó rất là tiện ích các bác, ví dụ đi làm về hoặc là các bác đi công tác đi đâu cũng được, mình có thể mang đi mình sử dụng hoặc là để sử dụng ở nhà. Đấy, bẩn là mình lau trực tiếp luôn, các bác không cần phải giặt, giặt thì nó nhanh bị hỏng giày các nhá, giặt thì nó nhanh bị hỏng giày. Đó, con này. Đây, cô giận ơi, có sạch nha mọi người, có sạch nha. Và nếu các bạn có những đôi giày trắng nhưng mà nó chỉ có bẩn một định tí thôi, nhưng mà đấy, mình rất là sạch luôn các bác nhá. Đó. Giày không ăn thua rồi, nào, ra không tưởng đến nào thế này. Chưa được. Nhưng mà bẩn ít thì lâu, bẩn nhiều thì nhìn thôi. So sánh hai loại giày lau giày chuyên dùng hot hit có sạch như cũng đừng nói. Lau thì sẽ có những cái bọt ra phía trên này, tương đối nha. Những cái vết đế giày này khó hơn này, cũng tương đối. Loại đen thì không ra những cái bọt xà phòng như loại vàng. Đấy, rất là ok các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chảo ngập dầu các bác nhá. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Đường kính của nó là 20cm, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đường kính 20cm, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, để các bác chiên ngập dầu thì mình dùng để mình chiên rán đồ ăn thức uống đều ok hết nhá. Đó đây,
hàng của Nhật các bạn này. Đây, đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Con này thì dung tích của nó sẽ là chảo thì nó thường nó tính theo đường kính nhá. Đường kính của nó là 20cm các bạn, 20cm. Và các bác sẽ có kèm thêm là một cái dàn như này để các khi các bác chiên rán thì mình đặt thực phẩm lên. Đấy, nó sẽ là một cái con chảo khá là dày dẫn, nặng và chắc chắn đây con này. Đấy, rất là chắc chắn luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy con này. Đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm. Khá là dày dẫn chắc chắn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Đấy, một cái khay đỡ như này để các bác đặt vào. Đấy, các bác có thể đặt vào để mình ví dụ như mình rán nem này hoặc là rán các cái đồ chiên nấu xào thì các cái đồ tôm tiếc thì mình đặt lên đây chưa? Đặt lên đây để mình sử dụng nhá. Đó, nó rất là tiện. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu nhá, chảo ngập dầu. Giá của nó sẽ là 100k. Đường kính của nó là 20cm nhá. Chảo ngập dầu này, lên cho em. Chảo ngập dầu. Chảo ngập dầu nhá, giá của nó sẽ là 100k cho một con chảo ngập dầu như này, 100.000 thôi nhá. 100.000 cho một con chảo ngập dầu như này. Con này thì rất là tiện con này. Đấy, các bác chỉ cần là cho dầu này rồi vào đây là mình sử dụng nhá. Ví dụ các bác có thể chiên rán nem này rồi rán phồng tôm này rồi rán tất cả các loại mình cho vào đây cho em, nó rất là tiện. Và con này thì có tráng đá nhá, tráng đá chống dính. Các bác có thể rán được, chiên rán được, ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý đâu. Chỉ có 100.000 cho một con chảo như này. Hàng của Nhật mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Đấy. Mới tinh, mới con luôn, chưa qua sử dụng. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là sử dụng thôi, nó rất là tiện dụng nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về, con này là 100.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá, bảng tô. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, các bác lên cho em là bảng tô hoặc là bảng tự xóa nhá. Đấy, bảng tô, bảng tự xóa. Lên cho em là bảng tô này. Bảng tô bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k trên một con bảng tô như này. Đấy, con này thì rất là tiện, các bác có thể sử dụng cho các em bé nhà mình học hành sáng tạo rồi làm các công các việc đều ok hết nhá. Đấy, đây. Ở đây thì nó sẽ là một con bảng kèm thêm một cái bút như này và nó sẽ tự xóa được nhá. Về nhà thì các bác mở thêm cái nút khóa đằng sau này ra này. Đấy, nút khóa đằng sau này ra cho em. Đó, mở cái nút khóa đằng sau này ra cho em là xong. Đây, xóa đi này. Đấy, các bác lên, các bác lên YouTube hoặc lên TikTok các bác gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá. Đấy, shop Phạm Huấn này. Đó. Gõ cho em là shop Phạm Huấn là sẽ ra nhá. Đấy, gõ cho em shop Phạm Huấn này. Đó, các bác không thích nữa thì lại xóa đi nhá. Các em có thể thỏa sức tô vẽ sáng tạo này. Con này màn hình LED nhá, màn hình LED LCD. Màn hình LED LCD luôn. Các bác dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy. Đây, rất là đẹp con này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô, giá của nó sẽ là 50k. 50k trong con bảng tô như này, rất tuyệt vời luôn. Các bác có thể mua về để làm quà cho trẻ em nhà mình. Đây, nó có cái nút khóa đằng sau này, các bác đẩy cái nút khóa này cho em này. Đấy, có bút nhá, có bút như này, rất là tiện luôn. Đấy, con này thì nói chung là giá rất là hợp lý rồi, chỉ có 50.000 thôi. Đấy, mua về để làm quà cho em bé nhà mình, để cho các em nó làm, các em học để thỏa sức sáng tạo, tránh xa điện thoại máy tính luôn nhá. Đấy, tránh xa điện thoại máy tính. Lên trên là bảng tô, giá sẽ là 50k nhá. Đó. Tiếp theo cũng là một cái dòng sản phẩm để cho các em chuyên tâm học hành, tránh xa điện thoại máy tính bảng nhưng mà vẫn thu hút được các em nhé. Đó là cái máy đọc chữ à? Máy đọc thẻ nhá, các bác lên cho là máy đọc thẻ nhá. Đó, máy đọc thẻ, giá thì sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này. 110.000. Đấy, con này thì thẻ giáo dục trẻ em này. Đấy, ở đây nó sẽ là một con máy như này, kèm thêm cho bác là một cáp sạc và một cái hộp thẻ đây. Cái hộp thẻ này thì nó rất là nhiều thẻ luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 112 cái thẻ nhá, 112 cái thẻ với 224 nội dung khác nhau. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng nhá. Về nhà thì các bác giữ cái phím nguồn này, phím này này, giữ này cho em. Đó, sau đó bật lên này. Đấy. Đấy, ở đây thì nó sẽ rất nhiều nội dung nhá. Trái cây này, đồ dùng này, đấy, rồi xe cộ này, đây, đấy, xe buýt 2 tầng các bác này, đây, em lắp vào cho các bác xem này, đó. Xe buýt 2 tầng, double decker bus. Đấy, cái này thì nó sẽ có cả tiếng, cả hình luôn. Xe taxi, taxi. Đấy, nó sẽ rất là nhiều, có những cái thì nó sẽ có cả cả hình, cả tiếng nhá. Car. Đó, có theo không, đây. Xe trộn bê tông, agitator truck. Đấy, coi theo. Đó, đầy đủ các bác luôn. Xe thể thao, sports car. Đấy, rất là tiện nhá. Đó, kể cả các cái chủ đề về con vật nó cũng đều có âm thanh hết nhá. Đấy,
thì ở đây nó sẽ là 112 cái thẻ với tổng của nó sẽ là 220 nội dung, 224 nội dung cho các bác luôn. Đó. Một thẻ này là hai mặt. Con cú. Ao. Đấy, có cả tiếng kêu luôn nhá, con thỏ này. Con thỏ. Rabbit. Đấy, các bác thấy không? Rất là hay luôn. Có mô phỏng hết nhá. Con ngựa. Horse. Đấy, thì các bác có thể mua về để mình con chuột. Mouse. Con này thì ưu điểm của nó là nó có cả tiếng Việt, cả tiếng Anh nhá. Thì các bác mua về cho trẻ em nó học. Đấy, rất là nhiều như này luôn. Các nội dung như này thì mua về cho các em học để tránh xa điện thoại, máy tính bảng, mà vẫn là hàng công nghệ nhá, đồ công nghệ, để các em có thể giải trí và biết được là cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn. Đó, thì nó sẽ là một cái hộp thẻ như này, bao gồm cho các bác là hơn 100 cái thẻ đây. 112 cái thẻ này, 224 từ vựng nhá. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Đấy, giá thì rất là hạt rẻ cho các bác, để các bác có thể mua để làm quà cho các em nhà mình. Đây, các bác tắt nguồn thì tắt ở đây cho em này. Đó, tắt nguồn ở đây. Đó. Đấy, giữ lì ở đây nó sẽ tắt nhá. Đấy, các bác rất tiện dụng luôn. Thì một cái hộp thẻ như này, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là máy đọc thẻ nha, giá của nó sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này. 110.000, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại các nhá. Đấy, các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi, và giá thì dòng này thì cái giá của nó rất là bình dân các bác. Đấy, giá vẫn rất bình dân. Một con giá đỡ điện thoại như này, giá chỉ có 30.000 thôi, 30.000. Sản phẩm sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái chân như này, một cái đế này các bác. Xoáy cái này vào cho em này, một đế này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lắp cho em cái này vào đây này, lắp cái này vào đây. Đó. Và cái này thì nó sẽ là ở đây này. Đấy, các bác lắp cái này vào đây. Lắp cái này vào đây, sau đó thì cho cái này xuống này. Đấy, đây. Xoáy cái này vào. Cái này thì các bác có thể cho lên tụt lên tụt xuống tùy theo nhá. Đó. Sau đó thì các bác lắp cái này vào đây cho em này. Đấy, lắp cái này vào đây. Đó. Lắp cái này. Đấy. Sau đó thì các bác có thể tùy chỉnh, nó có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đó, đảo chiều các kiểu được luôn. Đây, xoáy cái này vào đây cho em. Đó. Con này thì về nhà lắp ráp thì rất là đơn giản thôi, nó chỉ có mấy chi tiết như này thôi các bác này. Đấy, nó chỉ có mấy chi tiết như này thôi. Đấy, trẻ con cũng làm được các nhá. Đây, thì đây là cái điện thoại của em này. Em sẽ cho vào cho các bác xem này, con điện thoại này của em là hàng rất là to luôn đấy nhá, hàng khủng luôn đấy. Màn hình to các nhá. Đây. Đấy, dùng rất là ngon các bác này. Thì các bác có thể là cho dọc, cho ngang này, đấy, cho quay lên quay xuống này, để các bác có thể lướt TikTok này, rồi xem YouTube này. Đấy, và các bác có thể là để trực tiếp ở trên giường này, mình không cần phải cầm tay mỏi tay nhá. Đó, rất là tiện luôn. Quay lên quay xuống đảo chiều được hết nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Mà giá thì lại rất là hợp lý các bạn, giá rất hợp lý luôn. Lên theo là giá đỡ điện thoại nhá, giá đỡ điện thoại. Cái này có thể tụt lên tụt xuống được nhá. Đấy, tụt lên tụt xuống, ngoắt nghéo xoay đảo chiều được hết luôn. Giá đỡ điện thoại giá của nó sẽ là 30k đó. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Đó. Giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc nhá. 30k trên một chiếc. Rồi ok.